Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. Chương 1261, Tịnh Thổ Lĩnh Vực. Nếu như có thể cùng Bạch Tiền Bối liên tuyến, bất kể là đối phương trực tiếp xuất thủ, hoặc là mượn hắn một bút phong phú cửu u tà năng cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể mở thông đạo, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không thể mở ra thông đạo, Tống Thư Hàng chỉ có chủ tướng ý đặt ở còn lại một nửa thiên kiếp vũ khí bên trên. Thiên kiếp vũ khí tại hạch tâm thế giới bên trong bạo tạc chỉ có thể hóa thành pháo hoa, nhưng bạo xong hội khuếch tán ra nồng đậm tinh thuần linh lực. Vấn đề là, không biết còn sót lại thiên kiếp vũ khí năng lượng, có đủ hay không để hạch tâm thế giới hoàn thành thăng cấp. Cũng liền một cái ý niệm trong đầu thời gian. Hạch tâm thế giới lần nữa khẽ chấn động. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác mình hạch tâm thế giới lại cùng cái nào đó thế giới kết nối vào đi. Là Bạch Tiền Bối Tà Liên thế giới. Tống Thư Hàng hốc mắt đều có chút ướt át, chờ giờ khắc này thật lâu rồi. Tống Thư Hàng hiệu triệu gọi Bạch Tiền Bối Hào, Bạch Tiền Bối, thu đến xin trả lời. Tống Thư Hàng vội vàng lớn tiếng kêu gọi Bạch Tiền Bối. Thu đến, một mực chú ý các ngươi đây. Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên. A, một mực chú ý chúng ta. Tống Thư Hàng sững sờ, hai chúng ta thế giới thông đạo không phải vừa liền lên sao? Chẳng lẽ là mặc dù hai thế giới thông đạo đóng, nhưng Bạch Tiền Bối có thể đem ý thức thẩm thấu tới, nhìn hiện trường trực tiếp. Bạch Tiền Bối, ta xem các ngươi không sai biệt lắm dược hoàn, cho nên vừa rồi, ta để số 3 đi chuẩn bị một chồng inox chậu rửa mặt cùng dao phay. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, mặc dù hắn là một bãi chất lỏng, nhưng cái này không cách nào ngăn cản hắn mộng bức. Việc này lại cùng inox chậu rửa mặt, dao phay có quan hệ gì? Bạch Tiền Bối, hai chúng ta nói chuyện phiếm nội dung ở một cái kênh thượng sao? Chúng ta thật sự không ở nước đổ đầu vịt bên trong. Ngươi không biết inox chậu rửa mặt sao? Thứ này tại hiện thế không phải có thể đổi rất nhiều thứ. Ta nhớ được hắn có thể đổi được cũ, phá điện thoại, còn có thể đổi được tóc dài cái gì, có đôi khi tựa hồ còn có thể đổi được cũ nồi cơm điện loại hình. Tại trong ấn tượng của ta đơn giản không có hắn đổi không đến đồ vật. Bạch Tiền Bối đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng, cho nên, ta không rõ Bạch Tiền Bối ngài chuẩn bị dao phay cùng inox chậu rửa mặt làm gì a? Ta chuẩn bị dùng dao phay cùng inox chậu rửa mặt đổi với người đồ vật a? Chờ cái kia mọc ra mắt tinh cầu đại chiêu xuống tới, người hạch tâm thế giới cùng phía trên đồ vật đều muốn bị nghiền ép. Đến lúc đó, phá xích tiêu kiếm. Chết mất đại hải quy hoặc là tàn phá mai rùa loại hình, ta đều có thể dùng inox chậu rửa mặt cùng ngươi đổi, còn có số lớn vô hình đao cổ bột phấn, ta cũng có thể dùng dao phay đổi. Cuối cùng những cái kia là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đi, ta còn chuẩn bị inox cái kéo cùng ngươi đổi. Bạch Tiền Bối đạo. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, inox chậu rửa mặt đổi cũ điện thoại di động không muốn đi, lần sau để cho ta bắt được lời nói, nhất định phải dùng thành tấn inox chậu rửa mặt mang ngươi bay. Không đúng. Bây giờ không phải là đàm luận inox chậu rửa mặt cùng dao phay thời điểm. Hiện tại cũng không phải lãng phí thời gian thời điểm. Bạch Tiền Bối, hiện tại thông đạo mở ra, thỉnh cầu hiệp trợ. Tống Thư Hàng nói, dù sao hạch tâm thế giới là ngài có thể đem phân thân đưa lên đến hiện thế trạm trung chuyển đi, ngài cũng không hy vọng hạch tâm thế giới bị hủy diệt a. Ngươi nói rất hay có đạo lý, nhưng vấn đề là ta hiện tại còn không cách nào đến ngươi nơi đó đi. Mà ta hóa thân, tín hiệu còn bị che đậy lấy. Người hạch tâm thế giới còn tại thăng cấp, ta không cách nào đem hóa thân gọi trở về giúp ngươi. Bạch Tiền Bối đạo. Cái kia Bạch Tiền Bối cho ta mượn điểm cửu u tà năng, ta để hạch tâm thế giới hoàn thành thăng cấp, nói không chừng còn có thể cứu giúp một chút. Tống Thư Hàng vội la lên. Bạch Tiền Bối, như ngài mong muốn, bất quá, Tống Thư Hàng, người tương lai cũng đừng hối hận quyết định này. Cái gì, Tống Thư Hàng nghi hoặc. Bạch Tiền Bối, người thỉnh cầu để cho ta cho ngươi mượn cửu u tà năng. Ta liền cho ngươi mượn. Bất quá nói thế nào tốt đâu, nói tóm lại ngươi đối với ta quá mức yên tâm. Ta thế nhưng là cửu u thế giới tà ma chi chủ, ngươi có phải hay không quên thân phận của ta rồi? Tống Thư Hàng. Hôm nay Bạch Tiền Bối rời giường tư thế không đúng. Tiếp thu lực lượng của ta đi, Bạch Tiền Bối nói ra. Sau đó, một đầu xuất khí kim cương tay trái ôm một chồng inox chậu rửa mặt, tay phải dẫn theo một đại túi dao phay cùng cây kéo, xuất hiện tại hạch tâm thế giới. Vị này chính là Bạch Tiền Bối mới số 3 sủng vật, nguyên thú giới Trinh Tây Đại Tướng Quân, Thánh Viên Đại Kim Cương. Từ khi lần trước, Đông Chi Điện, cấm địa chi hành phía sau hắn liền bị Bạch Tiền Bối bắt đi. Hiện tại xem ra,
hắn tựa hồ đã bị tuần phục. Lại gặp mặt, tiểu gia hỏa. Thánh viên đại kim vừa đối Tống Thư Hàng nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn đem trong tay inox chậu rửa mặt, dao phay, cây kéo toàn bộ ném cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Cái này như quen thuộc tinh tinh ta trước kia gặp qua. Ta hiện tại cũng là một bãi chất lỏng, nó đều có thể nhận ra ta. Đây chính là ta chủ tặng cho ngươi đồ vật. Thánh viên đại kim vừa đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, cố gắng làm đi, thiếu niên. Cửu U tà năng đâu? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, hắn lại không muốn inox chậu rửa mặt, dao phay, cây kéo a. Vừa dứt lời, hoa sen hình chiếu bên trong dọc theo sợi rễ, đâm vào những này chậu rửa mặt, dao phay, cái kéo bên trong, điên cuồng hấp thu lên phía trên năng lượng tới. Những vật này, toàn bộ là dùng thuần túy cửu U tà năng ngưng tụ mà thành. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, ngài đây là có nhiều chấp nhất tại inox chậu rửa mặt, dao phay a. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, nghe nói người bây giờ tại thú giới. Đưa xong đồ vật phía sau thánh viên đại kim vừa không gấp tà liên thế giới, ngược lại cùng Tống Thư Hàng hàn huyên. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cái kia, nếu như người có đường qua, thú vương thế giới, liền giúp ta mang cái tin. Liền nói ta, Trinh Tây đại tướng quân, bây giờ tìm phần công tác mới, ta làm rất hài lòng, bất quá ta công tác mới còn muốn huấn luyện mấy chục năm, qua mấy chục năm sau ta lại về thú giới. Để bọn hắn không cần lo lắng. Đại kim vừa đạo, Tống Thư Hàng. Công tác mới chính là số 3 sủng vật không sai a. Không có vấn đề, nếu như ta có thể còn sống đi ra ngoài. Tống Thư Hàng đạo. Đại kim vừa cười, đã ngươi cùng tà liên thế giới thông đạo mở, vậy ngươi còn lo lắng sẽ chết. Thật sự không đi mang theo tất cả mọi người chạy đến tà liên thế giới không được sao? Ngọa thảo, tinh tinh tướng quân nói rất hay có đạo lý. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng dưới chân, hạch tâm thế giới, lần nữa rung động dữ dội. Có bạch tiền bối đưa tới, cửu U tà năng, bổ sung, hạch tâm thế giới rốt cục vượt qua tấn cấp bước sau cùng đột nhiên. Tấn cấp sau khi hoàn thành, hạch tâm thế giới trước tiên triển khai phản kích. Mặc dù bây giờ hắn thuộc về Tống Thư Hàng, nhưng nó thế nhưng là thứ ba thiên đạo ban văn long thiên đạo sáng tạo, dù nói thế nào, hắn cũng là thiên đạo tạo vật. Trước đó tại thăng cấp thời khắc mấu chốt, lại có thể lượng không đủ, loạn trong giặc ngoài. Hiện tại, thăng cấp hoàn thành lại tăng thêm có đại lượng cửu U tà năng bổ sung năng lượng, hắn chí ít không sẽ cùng trước đó bị động như vậy. Hạch tâm thế giới chấn động qua đi, toàn bộ hạch tâm thế giới đột nhiên biến mở đi. Bao quát nó phía trên Tống Thư Hàng, tinh tinh tướng quân, đại hải quy, lục tu tiên tử, hết thảy mọi người cùng sự vật, đều biến hư ảo. Liền hạch tâm thế giới trên không. Ngăn cản diệt thế cột sáng, thiên kiếp sương mù cũng chuyển hóa làm hư ảo hình thái. Oanh! Cái kia đạo diệt thế cột sáng lại không vật chống cự, hướng thẳng đến hạch tâm thế giới đánh xuống. Nhưng là, cột sáng lại xuyên thấu hạch tâm thế giới, cứ như vậy quán xuyên quá khứ. Trong chớp nhoáng này, liền phảng phất hạch tâm thế giới, cùng diệt thế cột sáng, ở vào hai cái khác biệt thứ nguyên đồng dạng. Loại cảm giác này, Tống Thư Hàng ngưng tụ ra, tay, đến. Đi đón sở những cái kia cột sáng. Cột sáng từ trong thân thể của hắn sâu vào. Đại hải quy, lục tu tiên tử, tinh tinh đem cái này đều hiếu kỳ đưa tay đón cột sáng. Hạch tâm thế giới tiến hóa, vậy mà lại sinh ra thần kỳ như vậy hiệu quả. Thân là, hạch tâm thế giới, chủ nhân Tống Thư Hàng, cảm ngộ càng sâu. Trong khoảnh khắc đó, Tống Thư Hàng cảm giác mình hạch tâm thế giới tựa hồ trốn vào đến một cái đặc thù lĩnh vực bên trong. Tại lĩnh vực này bên trong, bất kể là cái gì công kích, đều không thể lại ảnh hưởng đến hạch tâm thế giới. Đồng dạng, tại hạch tâm thế giới bên trong người cũng vô pháp ảnh hưởng đến ngoại giới. Rõ ràng cột sáng cùng hạch tâm thế giới xuyên qua, nhưng song phương đối lẫn nhau tới nói, cũng chỉ là huyễn ảnh. Không chỉ có như thế, theo hạch tâm thế giới tiến vào cái này, lĩnh vực thế giới, về sau, không gian tọa độ liền gãy mất. Chỗ xa xa mắt to tinh cầu không cách nào lại khóa chặt lục tu tiên tử vị trí, đồng dạng hắn cũng vô pháp lại đem công kích đưa vào đến Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới xóa đi mình tại hiện thế hết thảy dấu vết. Mắt to tinh cầu diệt thế cột sáng, gãy mất. Không có không gian tọa độ, không có không gian thông đạo, hắn không cách nào lại ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng bọn người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần này là thật sự an toàn. Cái này hư ảo trạng thái, thật là một cái thần kỳ trạng thái. Đại hải quy đạo. Rời xa trần thế, thật
thậm chí cảm giác là trực tiếp tiến vào một cái cùng, chư thiên vạn giới, thế giới hoàn toàn khác biệt. Xích Tiêu Kiếm nói bổ sung. Tống Thư Hàng tiểu hữu cái thế giới này, càng đổi càng kỳ diệu, cũng không biết là lai lịch gì. Không bị bên ngoài quấy nhiễu, nơi này cũng quấy nhiễu không đến ngoại giới. Có lẽ, lĩnh vực này thật sự là một cái hoàn mỹ thế giới. Thậm chí là, tịnh thổ cũng không nhất định, Kim Cương Đại Tinh Tinh đột nhiên nói. Đang khi nói chuyện, trên thân mọi người loại kia, hư ảo, trạng thái rút đi. Hiển nhiên, hạch tâm thế giới cũng không phải một mực ở vào loại kia, tịnh thổ lĩnh vực, bên trong. Được cứu, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, cương thủ kỹ năng lần nữa thi triển. Nắm, hạch tâm thế giới, tiến cấp sau phản hồi, tinh thần lực của hắn khôi phục không ít. Thừa cơ, hắn một lần nữa ngưng tụ ra, nhân loại hình thái tới. Lục Tu Tiên Tử cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lập tức liên hệ thất tu cùng tứ tu, thất tu, tứ tu, các người có khỏe không? Nhưng là thất tu cùng tứ tu không có trả lời. Hoặc là nói, hắn cùng cửu tu Phượng Hoàng Đao, ở giữa liên hệ, tạm thời bị che đậy lại. Đáng chết, Lục Tu tức giận dậm chân. Ta trước đem mọi người chuyển rời đến hiện thế. Lúc này, Tống Thư Hàng đạo. Hạch tâm thế giới thăng cấp hoàn thành. Sau đó phải tiến hành một số khuếch trương cùng cường hóa. Tống Thư Hàng trước đem Đại Hải Quy, Lục Tu Tiên Tử, Công Đức Phỉ Kình cùng Lông Trắng truyền tống đến thú giới. Thánh Viên Đại Kim vừa thì trở về Tà Liên thế giới. Tiến hành cường hóa đi, Tống Thư Hàng đạo. Lúc này, đột nhiên Công Đức Xà Mỹ Nhân đột nhiên tăng vọt, đuôi rắn đem hắn cả người bao khỏa. Sau một khắc, tại rèn đúc giữa đài, có một đoàn âm lãnh thánh quang nhào đi ra. Hóa thành một chuôi dao găm đâm về Tống Thư Hàng thận. Ngọa thảo, vẫn còn có âm lãnh thánh quang còn sót lại tại hạch tâm thế giới. Chương 1262, ta rất muốn dùng thánh quang dán ngươi một mặt. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, vì cái gì? Công đức xà mỹ nhân trước tiên đem hắn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Jun, âm lãnh kia thánh quang chi nhận đâm vào công đức xà mỹ nhân thân thể. Cũng may này lúc. Công đức xà mỹ nhân còn không có lấy xuống bình thiên quan, vẫn còn nữ đế hình thức. Âm lãnh thánh quang chi nhận không cách nào phá mở phòng ngự của nàng. Cả hai giằng co. Tống Thư Hàng trước tiên kích hoạt, khôi giáp đao ý, cũng đem khôi giáp đao ý phụ trên người công đức xà mỹ nhân, tăng cường phòng ngự của nàng. Nhất định phải đem thứ này giải quyết, nếu không cái kia mọc ra mắt tinh cầu lấy cái này âm lãnh thánh quang vì tọa độ, một lần nữa mở ra không gian thông đạo, liền phiền toái. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tân sinh hạch tâm thế giới đột nhiên ngưng tụ thành ngàn ngàn vạn sợi rễ, hung hăng đâm về âm lãnh thánh quang. Cái này đoàn âm lãnh thánh quang đã cùng, mọc ra mắt tinh cầu, bản thể đã mất đi kết nối, công kích Tống Thư Hàng cũng là một loại bản năng. Chỉ là hạch tâm thế giới sợi rễ còn không có tiếp cận âm lãnh thánh quang, liền bị bắn ra, sợi rễ trong lúc mơ hồ bị âm lãnh thánh quang khắc chế. Dùng phần thiên hỏa diễm đao chém vỡ hắn, Xích Tiêu Kiếm đạo. Tống Thư Hàng đưa tay, công đức xà mỹ nhân đem Xích Tiêu Kiếm giao trong tay hắn, đồng thời hắn cái đuôi hung hăng hất lên, đem âm lãnh thánh quang biến thành lưỡi dao đẩy ra. Nộn chết hắn, Xích Tiêu Kiếm đạo. Tống Thư Hàng cổ tay chuyển, phần thiên hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Âm lãnh thánh quang biến thành lưỡi dao thẳng tới thẳng lui, lần nữa chém tới Tống Thư Hàng trước mặt. Xích Tiêu Kiếm nghênh tiếp, đao ý tăng vọt. Đinh. Âm lãnh thánh quang lưỡi dao bị chính diện đánh trúng, nhưng mà lần này hắn không chút nào không nhận phần thiên hỏa diễm đao, hỏa diễm, tổn thương. Hắn chỉ là có chút dừng lại, sau đó thuận Xích Tiêu Kiếm trượt bên trên, thẳng tắp chém về phía Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân mang theo Tống Thư Hàng, nhanh chóng lui lại. Đồng thời, tay nàng chỉ liên đạn, hơn 10 đạo đao ý bắn ra, chạm tại thánh quang lưỡi dao bên trên. Ba 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 ba, thánh quang lưỡi dao bị chạm liên tiếp lui về phía sau, tạo thành lưỡi dao thánh quang đều bị băng mất không ít. Phần thiên hỏa diễm đao vô hiệu, thuần đao ý công kích lại đi, Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Nhưng rõ ràng trước đó, hắn liên thủ với công đức xà mỹ nhân thi triển, phần thiên hỏa diễm đao có thể áp chế âm lãnh thánh quang A. Hoặc là nói, công đức xà mỹ nhân công kích đối với nó mới có hiệu. Tống Thư Hàng đồng dạng nghĩ đến điểm này. Hắn đem Xích Tiêu Kiếm một lần nữa giao cho công đức xà mỹ nhân, người đến. Xà mỹ nhân tiếp kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Lại là mấy đạo đao ý chém ra Xích Tiêu Kiếm đời trước nhất định là thanh đao, đời này đầu thai sai rồi cho nên thành kiếm.
mặc dù là kiếm trạng thái, nhưng nó nhưng có thể tăng cường đao ý. Quả nhiên, xà mỹ nhân công kích liền phảng phất khắc chế cái kia, âm lãnh thánh quang, đồng dạng, cho dù là phổ thông trảm kích cũng có thể làm cho hắn không ngừng vỡ nát, tiêu tán. Công đức xà mỹ nhân thừa cơ truy kích, hắn tay trái liên đạn, từng đạo tiểu đao khí chém ra, tay phải huy động xích tiêu kiếm, mỗi một lần chính là một đạo bán nguyệt đao khí. Thánh quang lưỡi dao bị triệt để áp chế, một mực bị buộc đến rèn đúc đài chỗ, cuối cùng bị chống đỡ tại rèn đúc trên đài. Công đức xà mỹ nhân đao ý điên cuồng oanh kích. Thánh quang lưỡi dao không ngừng tiêu tán. Triệt để hủy diệt đã chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, thì ra là thế. Cái này âm lãnh thánh quang bị công đức chi lực khắc chế. Xích tiêu kiếm cười ha ha nói. Vậy nếu như chính thức thánh quang, có thể hay không đồng dạng đối với nó tạo thành khắc chế tổn thương? Thánh quang tại một số phương diện cùng công đức chi lực, có rất lớn cộng đồng tính. Tống Thư Hàng hỏi. Xích tiêu kiếm, người cũng không phải thánh kỵ sĩ hệ, ở đâu ra thánh quang? Ta còn thực sự biết chút thánh quang. Tống Thư Hàng trả lời. Xích tiêu kiếm hiếu kỳ nói, người còn kiêm tu thánh kỵ sĩ hệ công pháp. Không có tu luyện qua, bất quá ta hội một chiêu đặc thù kiếm thuật, đây cũng là ta duy nhất nắm giữ kiếm thuật. Tống Thư Hàng đắc ý nói. Xích tiêu kiếm, không biết vì cái gì, mặc dù ngươi rất đắc ý, nhưng ta nghe được, duy nhất nắm giữ kiếm thuật, mấy chữ lúc, trong lòng liền phun lên một loại thê lương cảm giác. Tống Thư Hàng, nhân gian không hủy đi. Dứt lời, Tống Thư Hàng đem, vô hình đao cổ chuyển di tới. Nhìn kỹ, kiếm thuật của ta, thánh quang kiếm thuật thức thứ nhất, thánh quang trảm ác kiếm. Tống Thư Hàng bày ra kiếm thuật thức mở đầu. Hắn một mặt nghiêm túc, niệm động kiếm quyết, thánh quang A. Cái kia tà ác nhìn đáng giá một trận chiến. Phốc, xích tiêu kiếm nhịn không được cười ra tiếng. Đừng cười, tiền bối. Ta cũng không muốn đọc, bất quá cái này kiếm quyết niệm đi ra, có thể tăng cường thánh quang kiếm thuật uy lực, nguyên lý ta còn không có hiểu rõ. Bình thường ta đều chỉ ở trong lòng mặc niệm, hôm nay không có ngoại nhân, ta mới cắn răng niệm đi ra. Tống Thư Hàng đạo. Dứt lời, hai tay của hắn cầm đao, hung hăng chém ra cái này, thánh quang trảm ác kiếm. Sáng chói thánh quang từ hắn kiếm nổi lên hiện, hóa thành kiếm mang, chém về phía âm lãnh thánh quang. 3. Tống Thư Hàng, thánh quang trảm ác kiếm, trở thành đè gãy lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Âm lãnh thánh quang triệt để nổ tung lên, tan thành mây khói. Công đức xà mỹ nhân đình chỉ trảm kích. Hạch tâm thế giới, kiểm trắc toàn bộ thế giới, nhìn xem còn có hay không âm lãnh thánh quang còn sót lại. Tống Thư Hàng ra lệnh. Trước đó, đoàn kia âm lãnh thánh quang vậy mà có thể giấu giếm được tất cả mọi người cảm ứng, liền, hạch tâm thế giới, đều không có kiểm trắc ra sự tồn tại của nó. Nếu không có công đức xà mỹ nhân hộ thân, Tống Thư Hàng kém chút bị trộm thận. Hạch tâm thế giới tiến hành tự kiểm. Một lát sau, hắn phản hồi Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới địa phương khác, đều xác định đã không còn âm lãnh thánh quang tồn tại. Chỉ có chỗ kia rèn đúc trên đài, có chút dị trạng. Cẩn thận rèn đúc đài. Tống Thư Hàng lên tiếng nhắc nhở. Công đức xà mỹ nhân lần nữa giơ kiếm, đao ý ngưng tụ. Rèn đúc trên đài, bát phẩm cá voi thánh cốt chế tạo, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, hình thức ban đầu, tản ra công đức chi quang. Cật qua thánh quân là công đức chi thể, nó kình cốt bên trong cũng ẩn chứa kinh khủng công đức chi lực. Đây là khắc chế, âm lãnh thánh quang, lực lượng. Này lúc, cá voi thánh cốt chế tạo, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, lòng bàn tay hướng lên. Năm ngón tay khép lại. Tại nơi lòng bàn tay, có một đoàn thánh quang bị quyền sáo trói buộc, không ngừng giãy giụa. Đoàn kia thánh quang tản ra khí tức âm lãnh, nhưng lại tản ra ấm áp thánh khiết quang mang. Là âm lãnh kia thánh quang, nhưng nó sản sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra, Tống Thư Hàng trừng to mắt. Xích tiêu kiếm, chỉ sợ là ngươi cuối cùng một kiếm kia, thánh quang trảm ác kiếm, nguyên nhân, đưa tới cái này đoàn âm lãnh thánh quang dị biến. Hắn hiện tại tựa hồ đồng thời có rồi bình thường thánh quang cùng âm lãnh thánh quang đặc tính. Cái đồ chơi này có phải hay không là đồ tốt? Tống Thư Hàng hỏi. Xích tiêu kiếm, ai biết được? Tống Thư Hàng, hỏi một chút bạch tiền bối nhìn xem. Người cái kia bạch tiền bối không phải còn tại hiện thế sao? Xích tiêu kiếm hiếu kỳ nói. Ta nói là khác tất 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 sách, lại bị cách âm. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, sau đó ở trong ý thức kêu gọi bạch tiền bối. Lại chuyện gì, bạch tiền bối hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, có hai chuyện, đến một lần ta tìm được, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hoàn chỉnh phiến,
trong đó bổ sung lấy 33 tổ hợp pháp khí, phương pháp luyện chế. Chuyện thứ hai là trước mặt ta có một đoàn thú vị thánh quang, bạch tiền bối có muốn nhìn một chút hay không, nó có phải hay không bảo bối, muốn đưa ngươi đây này. Cái này về may mắn mà có bạch tiền bối trợ giúp, để hạch tâm thế giới kịp thời thăng cấp. Cho nên, Tống Thư Hàng cũng muốn hồi báo một chút bạch tiền bối. Nha, hiệu suất không tệ lắm, ngươi chờ một chút, đến lúc đó ta để số 2 đi ngươi cái kia lấy, 33 tổ hợp pháp khí, phương pháp luyện chế. Đến lúc đó, ta cũng cho ngươi mang cái để ngươi hài lòng đồ tốt. Sau đó, nếu không phải nghe ra ngươi là thành tâm thiện ý, ta thật nghĩ dùng thánh quang dán ngươi một mặt. Thánh quang cái đồ chơi này cùng ta là thuộc tính tướng ghét đồ vật A, với ta mà nói, thánh quang liền cùng đại tiện đồng dạng. Ta nếu là nhìn thấy một đống rất thú vị đại tiện, muốn tặng cho ngươi, ngươi muốn. Lần sau ngươi nếu là còn dám đưa ta thánh quang, ta lập tức đưa ngươi ám hắc bạo long vương đại tiện. Bạch tiền bối đạo. Tống Thư Hàng. Cho nên, chuyện ta trước liền đã nói với ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi đối với ta thực sự quá tại yên tâm. Ta thế nhưng là cửu u thế giới tà ma chi chủ. Bạch tiền bối thở dài. Gần nhất hắn thân là cửu u chúa tể giả uy nghiêm, thực sự không đủ, đến cân nhắc làm cái lớn tin tức, nạp tiền một chút bản thân cửu u chúa tể uy nghiêm đáng. Tống Thư Hàng. Thánh quang chính ngươi xử lý, mặt khác, hôm nay ngươi mi tâm có chút đen, có rảnh để cho người ta coi cho ngươi một quẻ nhìn xem, cảm giác ngươi hôm nay vận khí không tốt lắm. Bạch tiền bối nói bổ sung. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, không cần tìm người xem bói, ta liền đã cảm giác được bản thân hôm nay rất không may. Hiện tại hắn nếu như đi tìm đồng quái tiền bối xem bói, cho đúng là một quẻ thượng thượng thiêm. Người có tâm lý chuẩn bị liền tốt, gặp lại sau. Bạch tiền bối ngáp một cái. Kết thúc cùng bạch tiền bối ở giữa tâm linh giao lưu phía sau Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Người vừa rồi tại liên hệ vị kia, tất tất tất. Xích Tiêu Kiếm hỏi. Hắn đã đoán ra vị kia, tất tất tất, phải cùng bạch tiền bối có quan hệ, sau đó trước đó đột nhiên xuất hiện kim cương đại tinh tinh hẳn là cũng cùng, tất tất tất, có quan hệ. Đúng vậy, đối Xích Tiêu Kiếm tiền bối, người xem ta mi tâm có phải hay không rất tối. Tống Thư Hàng hỏi. Xích Tiêu Kiếm, người không nói ta đều không có chú ý, hôm nay mi tâm của ngươi lão hắc. Chủ yếu là trước mấy ngày mi tâm của ngươi một mực là đen, hôm nay nhan sắc tăng thêm chút, phản lấy lập tức không có chú ý. Bất hạnh a, Tống Thư Hàng thở dài. Hồi tưởng mấy ngày nay, từ Bích Thủy Các bị chuyển rời đến thú giới bắt đầu, hắn một mực liền rất bất hạnh. Nếu không phải hắn có ngoan cường sinh mệnh lực, nói không chừng đã sớm bỏ mình. Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở, ngươi sau đó phải cẩn thận một chút, mi tâm đen thành bộ dạng này, nói không chừng ngươi đi mấy bước đều biết. Lời còn chưa nói hết, Tống Thư Hàng đột nhiên một cước đạp hụt, té ngã trên đất. Ngọa thảo, đất bằng quẳng. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay trên mặt đất khẽ chống, thân hình nhảy lên thật cao. Cũng may ca môn hiện tại cũng là luyện qua, nói thế nào cũng là tứ phẩm tu sĩ, phản ứng có thể nhanh nhẹn. Chỉ cần không đi thần, đất bằng quảng loại này manh thuộc tính cũng sẽ không xuất hiện trên người ta. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thư Hàng cẩn thận, lúc này, Xích Tiêu Kiếm hét lớn. Tống Thư Hàng nhảy lên thật cao phía sau hạ xuống vị trí đúng lúc là rèn đúc đài. Phía dưới thế nhưng là đoàn kia quỷ dị thánh quang. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng cũng nhìn thấy điểm này. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, dưới chân xuất hiện hai đóa hắc liên. Chân hắn dẫm hắc liên, trên không trung mượn lực, lần nữa nhảy lên, xinh đẹp tránh đi nguy cơ. Tư thế đẹp trai hơn, động tác phải nhanh, chính là như vậy. Chương 1263, sau đó ta chết đi liền thân thể cũng tan tại rèn đúc đài. Tống Thư Hàng sống lại. Đúng vậy, hắn hiện tại đang phục sinh bên trong. Điểm phục sinh ngay tại hạch tâm thế giới hoạt tuyển bên cạnh. Hắn một nửa khác, mệnh phù, liền chôn ở hoạt tuyển vị trí, nơi này là hắn điểm phục sinh. Phục sinh bên trong Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ngọa thảo, chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại chết rồi? Tống Thư Hàng đạo. Tại hắn một bên, sở các chủ xinh đẹp con người đang nhìn hắn. Sở các chủ hiện tại liền lơ lửng ở hoạt tuyền bên trong, nhìn phảng phất như là hắn tại tắm suối nước nóng đồng dạng. Tóc dài khoác vẩy, treo ở hoạt tuyền bên bờ. Tốt một bức mỹ nhân đi tắm đồ. Đáng tiếc, mỹ nhân này bây giờ cũng chỉ lưu cái đầu. Ngươi chết rồi, sở các chủ bình tĩnh hỏi. Tống Thư Hàng mê mang nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi nhớ kỹ, bản thân sau cùng ký ức chính là chân đạp hắc liên,
lấy xuất khí tư thế tránh đi đoàn kia quỷ dị thánh quang hỏa diễm. Về sau, liền không có sau đó. Đằng sau hắn liền không có ký ức, tiếp xuống hắn liền không hiểu thấu đến điểm phục sinh. Tống Thư Hàng cười khổ nói, ta liền chết như thế nào rơi cũng không biết. Cũng may hắn có mệnh phù mang theo, lại thêm hoạt tuyển công hiệu, đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Sở các chủ, bị người ám sát. Không có, Tống Thư Hàng lắc đầu, trước đó có đoàn âm lãnh thánh quang muốn ám sát ta, bất quá bị ta chặn. Ta sau cùng ký ức là xuất khí tránh né một vật, kết quả không hiểu thấu sẽ chết mất. Một hồi ta đi hỏi một chút Xích Tiêu kiếm tiền bối, nhìn xem ta đến cùng là thế nào chết. Trước đó cái kia kém chút đưa ngươi chuyên môn thế giới hủy đi công kích là chuyện gì xảy ra? Sở các chủ hỏi. Hắn trước đó còn tưởng rằng bản thân chết chắc. Tại cái kia công kích đến, hắn nói không chừng liền cha cũng sẽ không còn lại. Đến lúc đó, coi như tống đầu gỗ muốn dùng Trình Lâm Trường Sinh chi pháp phục sinh hắn, đều không có nguyên vật liệu. Tống Thư Hàng nói, là một cái nhân vật đáng sợ, mọc ra con mắt tinh cầu cách không đối với chúng ta phát động công kích. Vậy thì thật là diệt thế cấp công kích. Cũng may ta hạch tâm thế giới hoàn thành thăng cấp. Về sau không cần lo lắng lại bị khóa chặt. Về sau, coi như gặp gỡ tương tự công kích, hạch tâm thế giới cũng có thể trong nháy mắt tiến vào cái kia đặc thù lĩnh vực, không gian tránh né khóa chặt cùng công kích. Sở các chủ trầm mặc một lát, nói, ngươi gây chuyện bản sự, không thể so với tống đầu gỗ kém bao nhiêu. Việc này không thể trách ta. Tống Thư Hàng cười khổ nói, lần này ta chỉ là đáng thương cá trong chậu, bị cháy cửa thành tai họa. Nói tóm lại, là chính ta hôm nay ấn đường biến thành màu đen, đen đủi. Mà lại, hắn tự nhận là bản thân mặc dù có đôi khi não co lại cũng sẽ làm một hạ chết, nhưng dưới tình huống bình thường hắn là rất lý trí, không dễ dàng tác tử. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thở dài nói, mặc dù nói mệnh phù hiệu quả đến ngũ phẩm liền sẽ mất đi hiệu lực, nhất định phải tại tứ phẩm trước sử dụng mất mới sẽ không lãng phí. Nhưng cũng không cần nhất định phải ta sử dụng a. Coi như tương lai ta thăng ngũ phẩm không dùng được mệnh phù, ta còn có thể đem hắn truyền thừa tiếp, đưa cho ta đệ tử A. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đã một lần nữa khung. Phục sinh sau thân thể có chút suy yếu, bất quá tại hoạt tuyền thẩm thấu vào, rất nhanh bắt đầu khôi phục. Tống Thư Hàng một lần nữa kiểm tra thân thể của mình. Phì kình hư đan, kình cốt tiên cốt, thậm chí liền ngay cả tay trái kim thủ chỉ, đều khôi phục lại. Trừ mình ra cái kia một thân pháp bảo không cùng lấy tới bên ngoài, phục sinh sau hắn cùng phục sinh trước giống như đúc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Không đúng, vẫn là thoáng có chút khác nhau. Đầu tiên, Diệt Phượng tiền bối cho hắn thêm, hóa lỏng trạng thái, không có thoáng khá là đáng tiếc, hóa lỏng trạng thái tại thú giới một nhóm bên trong giúp hắn rất nhiều bận bịu. Mặt khác, thể chất của hắn tựa hồ biến càng cường đại rồi điểm. Mà lại đã trải qua sau khi chết. Đạo tâm phương diện lại biến càng thêm kiên định một chút. Người cái này mệnh phù, ta vừa rồi chú ý tới. Đây cũng không phải là phổ thông, trọng sinh phù, đã dính đến trường sinh giả con đường trường sinh. Loại này mệnh phù, ngươi là từ đâu lấy được? Sở các chủ hỏi. Nếu như năm đó, hắn bích thủy các thành viên trong tay, cũng có thể có được cường đại như vậy mệnh phù, nhất định có rất nhiều thành viên có thể sinh tồn xuống đây đi. Con đường trường sinh. Cái này mệnh phù có khuếch đại như vậy, Tống Thư Hàng kinh ngạc. Khó trách, cái này mệnh phù hiệu quả sâu như vậy. Kinh ngạc qua, chính là một đợt viết kép đau lòng cộng đau lòng. Đau lòng như đau rảo. Lúc trước tại, thiên kiếp không gian, đối mặt hiện đại hóa thiên kiếp lúc, hắn chống đỡ nổi, vô dụng rơi quý giá này mệnh phù. Đối mặt bí đao thánh quân khiêu chiến, cái kia sắt thép thành lũy bạo tạc mảnh vỡ lúc, hắn vẫn là chống đỡ nổi, vô dụng rơi quý giá này mệnh phù. Thậm chí vừa rồi, tại đối mặt mắt to tinh cầu đáng sợ lúc công kích, hắn vẫn là bình an độ kiếp, vô dụng rơi bảo vật quý mệnh phù. Nhiều như vậy sóng to gió lớn hắn đều chống đỡ nổi, không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Sâu như vậy mệnh phù, vô dụng tại thời điểm mấu chốt, ngược lại tại vừa rồi, không hiểu thấu sử dụng mất. Vô số viết kép đau lòng, tổ hợp thành một cái vô cùng lớn nhẫn chữ. Lưỡi đao ở trong lòng phá. Thật sâu thở dài phía sau Tống Thư Hàng hồi phục sở các chủ, mệnh phù là một vị tiền bối đền cho ta, lúc ấy hắn dùng hết ta một cây phục sinh măng lá, sau đó liền bồi thường cái này mệnh phù cho ta. Thì ra là thế, sở các chủ yên lặng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, hắn cảm giác mình trạng thái đã triệt để khôi phục. Sở tiền bối, ngươi tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trước hỏi một chút ta mới vừa rồi là chết như thế nào.
Tống Thư Hàng đạo, hiện tại, mệnh phù, đã không có, hắn đã không có cơ hội sống lại. Vì cam đoan sinh mệnh của mình an toàn, tại ấn đường biến thành màu đen điều kiện tiên quyết, tiếp xuống hắn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Đi thôi, Sở Các Chủ thanh âm có chút trầm thấp. Không biết có phải hay không ảo giác, Tống Thư Hàng nghiên cứu Sở Các Chủ cảm xúc có chút sa sút. Hắn quay đầu ngắm nhìn Sở Các Chủ, sau đó, hắn phát hiện Sở Các Chủ đem hơn phân nửa đầu đều chôn ở trong nước, hai mắt vô thần. Sở tiền bối, người có tâm sự, Tống Thư Hàng hỏi. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Sở Các Chủ nói, Tống Đầu Gỗ nói hắn đã nắm giữ, Trình Lâm, trường sinh chi pháp, có thể sử dụng loại kia trường sinh pháp đến phục sinh ta. Ngay từ đầu ta rất khiếp sợ, bởi vì một người trường sinh chi pháp dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng dạy bảo cho người khác, mỗi người, đạo, đều là độc nhất vô nhị. Nhưng Tống Đầu Gỗ vậy mà có thể học được Trình Lâm trường sinh pháp. Cho nên, ta rất khiếp sợ, lại thêm Tống Đầu Gỗ nói hắn chịu dùng loại kia đặc thù trường sinh pháp phục sinh ta. Ta cảm giác rất vui vẻ, liền không có hướng chỗ càng sâu suy nghĩ. Tống Thư Hàng, sau đó thì sao? Sau đó vừa rồi ta lại nghĩ tới, Trình Lâm vậy mà chịu đem chính mình con đường trường sinh dạy bảo cho Tống Đầu Gỗ, đây là hắn bí mật lớn nhất, ngoại trừ song tu đạo lữ quan hệ bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra có quan hệ gì, có thể thân mật đến giáo người khác bản thân bí mật lớn nhất. Hắn cùng Tống Đầu Gỗ ở giữa khẳng định có một chân. Ta tâm tình không tốt, Sở Các Chủ đạo. Tống Thư Hàng. Đề tài này, hắn không biết muốn làm sao tiếp mới tốt. Hắn rất hối hận bản thân tại sao phải lắm miệng, hỏi Sở Các Chủ vấn đề này. Cho nên, Sở Các Chủ ngươi ưa thích Tống Đầu Gỗ. Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi cứ nói đi, Sở Các Chủ thở thật dài một cái, lại đem nửa gương mặt chui vào hoạt tuyền bên trong, bắt đầu thổi bóng phao. Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư. Sở Các Chủ, con đường trường sinh tuyệt đối không thể dạy đạo cho người khác sao? Tống Thư Hàng hỏi. Sở Các Chủ nhẹ gật đầu, trên lý luận tới nói, con đường trường sinh tự cùng vân tay đồng dạng, là một loại pháp tắc. Người nắm giữ loại này pháp tắc, người khác liền không cách nào nắm giữ. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, như vậy có hai cái khả năng. Sở Các Chủ ngẩng đầu ngắm nhìn hắn. Thứ nhất, Sở Các Chủ ngươi gặp gỡ cái kia Tống Đầu Gỗ, là hàng giả. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, hắn nói không chừng là Trình Lâm tiên tử giả trang. Bởi vì lúc trước tại Diệp Tư độ kiếp thời điểm, Trình Lâm tiên tử liền đã từng xuất hiện. Sở Các Chủ lắc đầu. Không thể nào là giả, mặc dù bề ngoài không giống nhau, nhưng là loại khí tức kia cùng tính cách, trừ hắn ra, sẽ không còn những người khác. Sở Các Chủ nói khẽ. Lần này, tại hắn cần nhất thời điểm, Tống Đầu Gỗ phá không mà đến, hắn như thế nào lại nhận lầm. Như vậy, cái thứ hai khả năng. Tống Thư Hàng dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, Tống Đầu Gỗ khế ước Trình Lâm tiên tử. A, Sở Các Chủ trừng to mắt. Tống Thư Hàng, bởi vì Trình Lâm tiên tử là linh quỷ A, nếu như Tống Đầu Gỗ khế ước Trình Lâm tiên tử, lấy linh quỷ cùng chủ nhân ở giữa trung tính, nói không chừng Tống Đầu Gỗ liền có thể mượn dùng Trình Lâm tiên tử trường sinh lực. Ngươi nói thật là có khả năng, nhưng vấn đề là, Trình Lâm tiên tử không phải có chủ nhân sao? Sở Các Chủ hỏi ngược lại. Hắn nhớ kỹ Trình Lâm là có chủ nhân, hắn sở dĩ trở thành Diệp Tư nhà tổ truyền linh quỷ, chính là nàng chủ nhân dùng đại thần thông đưa nàng an trí tại Diệp Tư ra tổ tiên thể nội. Tống Thư Hàng nói, theo tình báo của ta, Trình Lâm tiên tử chủ nhân rất đặc thù. Bất quá, ta không cách nào nói ra hắn chủ nhân tình báo, sẽ bị cách âm. Trình Lâm tiên tử chủ nhân, thế nhưng là thứ ba thiên đạo, Ban Văn Long thiên đạo A. Chủ nhân của hắn trạng thái cũng rất đặc thù. Trình Lâm tiên tử nếu như cùng Tống Đầu Gỗ lập thành linh quỷ khế ước, ta hoàn toàn sẽ không ngoại ý. Tống Thư Hàng đạo. Thật sự, Sở Các Chủ nhãn tình sáng lên. Khẳng định, Tống Thư Hàng đạo. Sở Các Chủ cúi đầu rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhìn về phía Tống Thư Hàng, cái kia Tống Thư Hàng tiểu hữu. Diệp Tư thành ngươi linh quỷ phía sau ngươi sẽ còn tiếp nhận cái khác nữ tu khi song tu đạo lữ sao? Tống Thư Hàng. Vọng Thiên. Chủ đề vì sao lại chuyển tới trên người ta? Trả lời không ra ngoài. Xem ra, ngoại trừ Diệp Tư bên ngoài, người quả nhiên lại gặp gỡ cái khác nữ tu. Bất quá, người cùng Diệp Tư ở giữa lại không xác định song tu đạo lữ quan hệ, người coi như gặp gỡ cái khác nữ tu cũng không có mau bệnh. Sở Các Chủ lại lặn xuống nước thổi bóng phao. Thổi một hồi phía sau hắn lại nổi lên, cười xấu xa nói, nhưng là, Diệp Tư thành ngươi linh quỷ. Ngươi coi như muốn tìm cái khác nữ tu khi song tu đạo lữ, cũng phải qua hắn cửa này.
linh quỷ cùng chủ nhân giác quan tương thông, nhưng tương đối chủ nhân cũng sẽ nhận linh quỷ ảnh hưởng. Đặc biệt là Diệp Tư cùng phổ thông linh quỷ khác biệt, hắn có bản thân độc lập tư duy. Tống Thư Hàng. Nhìn thấy một mặt xoắn suýt Tống Thư Hàng, Sở Các Chủ tâm tình biến vui vẻ. Một bên khác, Đông Chi Điện đúc khí nhà xưởng bên trong. Cá voi thánh cốt đúc thành quyền sáo bên trên, có một bãi chất lỏng đang không ngừng nhúc nhích, Thư Hàng, đừng đùa, nhanh từ quyền sáo bên trên xuống tới đi. Xích Tiêu Kiếm ở một bên đạo. Chương 1264, nguyên vật liệu bá Tống Huyền Thánh nhục thân. Nghịch kình võ sĩ, quyền sáo hình thức ban đầu bên trên, bãi kia chất lỏng không ngừng tại quyền sáo thượng chui tới chui lui. Nhìn, hắn có chút muốn cùng quyền sáo kết hợp xu thế. Cái này bãi chất lỏng chính là Tống Thư Hàng thân thể biến thành. Cho nên Xích Tiêu Kiếm mới có thể không ngừng thúc giục Tống Thư Hàng, để hắn từ quyền sáo bên trên xuống tới. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng hiếu kỳ canh giữ ở bên cạnh, nhìn chằm chằm rèn đúc trên đài quyền sáo cùng Thư Hàng. Uy, Thư Hàng ngươi đến cùng thế nào? Tốt xấu về cái lời nói a. Xích Tiêu Kiếm lại nói. Hắn trước đó thử qua trực tiếp đem Tống Thư Hàng từ, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, thượng bóc xuống, nhưng nó một khi tới gần, Tống Thư Hàng biến thành chất lỏng liền sẽ trong nháy mắt chui vào quyền sáo hình thức ban đầu bên trong không ra, đồng thời hắn hóa lỏng thân thể sẽ điên cuồng cùng quyền sáo bắt đầu dung hợp. Xích Tiêu Kiếm muốn càng tới gần một điểm lúc, lại bị công đức xà mỹ nhân bắt lấy, không cho hắn tiếp xúc quá gần. Khi Xích Tiêu Kiếm bị kéo xa một chút phía sau Tống Thư Hàng hóa lỏng thân thể lại hội từ, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bên trong chui ra, không ngừng nhúc nhích. Không ổn, nhìn Tống Thư Hàng ngớ ngẩn. Xích Tiêu Kiếm đạo. Đang khi nói chuyện, một bóng người từ xa đến gần, nhanh chóng xông vào đến Đông Chi Điện rèn đúc nhà xưởng bên trong. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, các ngươi có chú ý đến hay không, ta là thế nào chết mất sao? Xông tới thân ảnh lớn tiếng kêu lên. Xích Tiêu Kiếm cùng công đức xà mỹ nhân vừa quay đầu lại, liền thấy toàn thân hồng quả quả Tống Thư Hàng. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm trừng to mắt, không đúng, hắn là kiếm, không có con mắt cái đồ chơi này. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng lệch ra qua đầu, hiếu kỳ nhìn qua Tống Thư Hàng, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía rèn đúc trên đài, chất lỏng hình dáng, Tống Thư Hàng. Hắn cảm giác, hai cái Tống Thư Hàng đều là hàng thật. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hàng vẫy tay, trên mặt đất y phục của hắn, pháp khí, mộc ngưu kiếm khách ái tâm bao tay, đều bị chuyển di tới, nạp lại chuẩn bị đến trên người hắn. Xích Tiêu Kiếm khẽ chấn động, vấn đề này muốn ta hỏi ngươi mới đúng chứ, trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi lại từ bên ngoài chạy tới? Vọng Thiên, các ngươi không thấy rõ ta là thế nào chết sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng giải thích nói, ta nhớ được một khắc cuối cùng, ta chân đạp hắc liên xuất khí nhảy lên, muốn tránh né rèn đúc trên đài quỷ dị thánh quang. Sau đó, ta liền xuất hiện tại, Hoạt Tuyền, điểm phục sinh. Nơi đó có ta trước kia chôn xuống, mệnh phù, một khi ta xuất hiện ngoài ý muốn liền có thể phục sinh trọng sinh. Ngươi chết, Xích Tiêu Kiếm chuyển qua thân kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ đúc khí trên đài bãi kia chất lỏng, vậy cái này đồ chơi là cái gì? Tống Thư Hàng tiến lên, bước nhanh tiếp cận rèn đúc đài. Công đức xà mỹ nhân thân hình bao trùm Tống Thư Hàng, đem hắn bao quanh bảo hộ. Tống Thư Hàng mệnh phù đã tiêu hao, cái kia hắn liền tuyệt đối không thể để cho hắn ra lại ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng tiếp cận rèn đúc đài, thấy được bãi kia tại, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bên trong ra ra vào vào chất lỏng. Ngọa thảo, đây không phải ta sao? Hắn trợn mắt hốc mồm. Này khí tức, loại này tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiên thiên chân nguyên ba động, đây tuyệt đối chính là Tống Thư Hàng không sai. Mà lại, cái này bãi chất lỏng hình dáng, Tống Thư Hàng, trên người, tràn đầy sức sống, sinh mệnh khí tức sung mãn. Căn bản không giống như là, chết mất, dáng vẻ. Đã không chết, vậy tại sao ta, mệnh phù, sẽ trực tiếp để cho ta trọng sinh rồi? Xích Tiêu Kiếm tiền bối, trước đó ta tại chân đạp hắc liên tránh né biến dị thánh quang hỏa diễm về sau, lại chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng dò hỏi. Xích Tiêu Kiếm trả lời, trước đó ngươi thả người nhảy lên, chân đạp hắc liên, thuận lợi rơi xuống đất. Sau đó, ngươi đột nhiên lại quay người tiếp cận, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, trực tiếp đưa tay đi bắt quyền sáo. Ta chính nghi hoặc ngươi muốn làm gì thời điểm, thân thể của ngươi lại đột nhiên hóa thành chất lỏng hình, đem, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bao khỏa. Quyền sáo bên trong tìm đoàn quỷ dị thánh quang hỏa diễm cũng bị ngươi hóa lỏng thân thể đồng bộ.
Dừng một chút phía sau Xích Tiêu kiếm vừa tiếp tục nói, nhưng là, từ đầu tới đuôi sinh mệnh của ngươi dấu hiệu đều còn tại, cũng không có chết, rơi. Cho nên, ngươi vì sao lại sống lại? Gặp quỷ, một cái chân quý, mệnh phù, cứ như vậy không hiểu thấu lãng phí hết rồi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Nghĩ nghĩ, hắn tháo xuống, Mộc Ngưu kiếm khách ái tâm bao tay, đưa tay cách không nhắm ngay, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Lấy Tống Thư Hàng bây giờ đối với, xem xét bí pháp, nắm giữ, coi như bàn tay không trực tiếp tiếp xúc xem xét mục tiêu, cách một chút khoảng cách, cũng có thể thi triển giám định thuật, chính là xem xét tỷ lệ thành công hội giảm xuống một số. Trong đầu hắn yên lặng hồi ức cái kia 88.888 cái thanh âm, cách không đối quan quyền sáo sử dụng, xem xét bí pháp. Tống Thư Hàng ngược lại muốn xem thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xem xét bí pháp thuận lợi thi triển. Phù văn màu vàng từ hắn trong hốc mắt chảy ra, rơi vào đoàn kia nhúc nhích chất lỏng thân thể cùng nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên. Đồng hồ nghịch chuyển. Lần này, Tống Thư Hàng trên cánh tay chỉ xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi cũng còn không có tới kịp chảy ra, vết thương liền đã khôi phục. Nơi giám định cần trả ra đại giới rất nhỏ. Phù văn màu vàng trở về, mang về giám định kết quả. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, vì bát phẩm cá voi thánh cốt tạo thành. Vẫn ở tại bán thành phẩm trạng thái, dự tính thành phẩm đẳng cấp là thất phẩm hoàn mỹ cấp bậc. Vọng Thiên, lục tu tiên tử chuẩn bị cho hắn chế tạo, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, là thất phẩm hoàn mỹ cấp. Khó trách đại chùy kia tiểu chùy vung mạnh bay lên, cộng 100 cùng cộng 50 số liệu đâm hắn đau lòng. Bất quá ta muốn giám định không phải quyền sáo, ta muốn là đoàn kia nhúc nhích, Tống Thư Hàng, tin tức. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn hiện tại trong lòng thoáng có chút hoảng. Bởi vì gần nhất, nhìn thấy mỗi vị các đại lão đều có cái, đại lão, phân thân, hắn có chút lo lắng mình bây giờ có phải hay không cũng biến thành, Tống Thư Hàng, mà trước mắt cái này đoàn một bãi chất lỏng thì là Tống Thư Hàng oan. Chất lỏng Tống Thư Hàng nhục thân, luyện khí nguyên vật liệu một trong, chính là thiên niên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh, vì luyện chế mạnh nhất, hoàn mỹ nhất bản mệnh pháp khí, lựa chọn đem chính mình nhục thân đầu nhập đúc khí thánh quang hỏa diễm bên trong. Lấy thân luyện khí sản phẩm. Ta nhổ vào, Tống Thư Hàng cả giận nói. Ta đầu óc lại không có bị lừa đá, làm sao lại đem chính mình thân thể đầu nhập trong lò lửa luyện khí. Ta sống thật tốt, tại sao phải tìm chết? Thế nào, Xích Tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàng, ta vừa rồi dùng cùng loại giám định thuật bí thuật, kết quả xem xét cho ra kết quả, vậy mà nói là chính ta lựa chọn, lấy thân luyện khí, đem chính mình nhục thân đầu nhập hỏa diễm bên trong, cường hóa bản mệnh pháp khí. Xà đàn, ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Ta cũng không phải tam lãng tiền bối, làm sao có thể như thế tìm chết? Không đúng, liền xem như tam lãng tiền bối, cũng không có khả năng làm loại này đại tử. Đây cũng không phải là tìm chết, mà là muốn chết. Khả năng, cũng chỉ có vị kia, huyền nữ môn vân tước tử, tiền bối, sẽ làm ra, muốn chết, loại sự tình này. Dù sao lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Bất quá. Lúc ấy ta nhìn ngươi bộ dáng, thật là có điểm, lấy thân luyện khí, hương vị. Xích Tiêu kiếm trả lời. Hắn vừa nói qua, trước đó Tống Thư Hàng là chủ động tiếp cận nghịch kình võ sĩ quyền sáo, cũng đem chính mình thân thể hòa tan, bao khỏa quyền sáo cùng trên đó quỷ dị thánh quang hỏa diễm. Nghĩ nghĩ phía sau Xích Tiêu kiếm nói, cho nên, có hai cái khả năng. Tống Thư Hàng. Thứ nhất, đầu của ngươi bị lừa đá. Xích Tiêu kiếm đạo. Tống Thư Hàng. Thứ hai. Người chúng ta, lớn nhất khả năng, chính là ngươi nhận lấy trước đó đoàn kia quỷ dị thánh quang ảnh hưởng. Xích Tiêu kiếm lại nói. Không đúng, lúc ấy ta đã tránh thoát khỏi đoàn kia thánh quang. Mà lại, cái kia thánh quang coi như muốn ảnh hưởng ta, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền tước đoạt tâm thần của ta. Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Hắn có công đức xà mỹ nhân hộ thể, có thánh ấn gia trì, coi như đoàn kia thánh quang có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn. Cũng nhất định sẽ có một cái trùng kích, quá trình. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, mặt dạn mày dày tiếp tục quấy dày Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, triệu hoán Bạch Tiền Bối, ngài còn chưa ngủ lấy a? Tống Thư Hàng ở trong nội tâm kêu gọi đạo. Bạch Tiền Bối, chứng sự, ta đang kén bên trong nướng đồ, vội vàng đây. Tống Thư Hàng. Kén bên trong nướng đồ, dạng này thao tác thật sự không có vấn đề. Mà lại Tiền Bối ngài không phải tại giảm béo sao? Có chuyện mau nói, kén bên trong nướng đồ không thể phân tâm, hỏa hầu cũng không dễ khống chế. Bạch Tiền Bối đạo. Khục, là như vậy, ta
ta vừa rồi xảy ra vấn đề, đột nhiên liền chết một lần, cảm giác rất không thích hợp. Ngươi vừa rồi có chú ý ta hạch tâm thế giới biến hóa sao? Luôn cảm giác không thích hợp à? Tống Thư Hàng trả lời. Ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, ngươi ấn đường biến thành màu đen, bảo ngươi cẩn thận một chút, ngươi đem ta lời nói như gió thổi bên tai. Bạch Tiền bối đạo. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, ta đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là không hiểu thấu liền chết. Tốt ha, ngươi đợi ta dưới, ta đi ngược lại mang nhìn xem hồi bá. Bạch Tiền bối đạo. Sau một lúc lâu, ta vừa nhìn xem nội dung cốt truyện hồi bá, ngươi đây là, lấy thân luyện khí a. Bạch Tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, không phải a, Bạch Tiền bối, ta sống thật tốt, tại sao phải tìm chết a? Vậy ngươi đầu óc bị lừa đá, Bạch Tiền bối lại nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền bối, hữu nghị thuyền nhỏ cần song phương tỉ mỉ giữ gìn, nếu không nói lật liền lật đó a. Lật liền lật, chỉ cần ngươi còn rơi thiếu nợ ta cửu u tà năng là được. Nói thật, nếu như không có ngươi thỉnh thoảng kêu gọi ta, ta có thể một hơi ngủ 1000 năm. Bạch Tiền bối đạo. Tống Thư Hàng. Ta nhìn kỹ một lần, có mấy điểm. Một trong số đó, đoàn kia đại tiện. Ta nói là thánh quang. Đoàn kia thánh quang một mực đang tản ra cùng loại huyễn thuật lực lượng, ảnh hưởng người chung quanh. Bất quá, cái này đoàn đại tiện thánh quang chỉ là cái kíp nổ, chủ yếu nhất là tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi tại độ tâm ma kiếp. Quỷ dị thánh quang lực lượng đưa tới tâm của ngươi ma, sau đó ngươi liền trúng chiêu. Bạch Tiền bối đạo. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, tâm ma. Hắn đương nhiên không có ở độ tâm ma kiếp, nhưng là Diệp Tư tại độ. Diệp Tư là hắn linh quỷ, Diệp Tư tại độ kiếp cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là, ta có công đức chi quang tại, còn có thánh ấn mang theo, tâm ma không có dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến ta đi. Tống Thư Hàng lại hỏi. Vấn đề là, tâm ma là đi cửa sau ảnh hưởng đến ngươi. Mà lại, không chỉ là tâm ma cùng thánh quang, thân thể của ngươi còn trúng độc. Cái kia kịch độc một mực tiềm phục tại trong cơ thể ngươi. Cùng tâm ma, thánh quang cùng một chỗ ảnh hưởng tình trạng của ngươi. Bạch Tiền bối nói bổ sung. Chương 1265, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí muốn hai bộ. Chúng độc. Chẳng lẽ là, Bích Thủy Các, thời điểm, trên người hắn bên trong vị kia thú tu kiếp tiên độc. Nhưng là cái kia kịch độc không phải là bị Sở Các Chủ dọn dẹp sạch sẽ sao? Chờ đã, Sở Các Chủ không có đem hắn độc toàn diệt đi, còn lưu lại một điểm. Tống Thư Hàng. Ngoại trừ kịch độc bên ngoài, trước người thân thể còn mang theo nguyền rủa. Người gây chuyện bản lĩnh rất không tệ, thích hợp làm cái lớn tin tức. Bạch Tiền bối đạo. Nguyền rủa, chuyện khi nào, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc lúc nào lại chúng mới nguyền rủa. Cái này nguyền rủa loại hình là cửu u gần nhất lưu hành kiểu dáng, cùng ta đối thủ một mất một còn thủ pháp có chút tương tự. Chậc chậc chậc, người gần nhất lại cùng hắn chính diện vừa lên. Bạch Tiền bối tâm tình biến vui vẻ. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là việc này. Hắn gần nhất ở tại thú giới, xung làm thần y, đại lượng nhổ thú giới, thụ cửu u tà năng ô nhiễm giả, thể nội tà năng. Có phải hay không là hắn gần nhất động tác quá lớn, chữa trị nhân số lượng quá nhiều, cho nên không cẩn thận liền chúng phải nguyền rủa. Tống Thư Hàng đem chính mình suy đoán thuật lại cho Bạch Tiền bối. Ân, xem ra 89 phần 10, động tác của ngươi quá lớn. Đưa tới chú ý của nó. Ngươi gần nhất ấn đường biến thành màu đen, vẫn là cẩn thận một chút. Hiện tại ngươi liền phục sinh thủ đoạn cũng không có, chết liền chết thật. Bạch Tiền bối đạo. Tống Thư Hàng có chút gánh thầm nghĩ, cái kia nguyền rủa bây giờ còn đang trên người của ta sao? Chết qua một lần phía sau nguyền rủa liền biến mất, chỉ cần ngươi không còn tiếp tục tìm chết, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái dẫn lên chú ý của nó. Bạch Tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, đáng tiếc. Thật vất vả gặp gỡ một cái đại lượng thu mua vật liệu, cửu u tà năng cùng công đức chi lực cơ hội. Không có cách, chỉ có từ bỏ. Ngô, từ bỏ lời nói cảm giác sẽ có chút đáng tiếc. Ta xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp, để ngươi tiếp tục nữa. Có thể cho tên kia một ngạt cơ hội, ta cũng không thể buông tha. Nếu như ngươi không có chuyện, trước hết tại thú giới lại lưu cái 1-2 ngày, nhìn xem ta có thể hay không nghĩ biện pháp che đậy hắn đối ngươi cảm ứng. Bạch Tiền bối đạo. Tống Thư Hàng, thành, Bạch Tiền bối ngươi số một sủng vật cho ta truyền tống phù cùng sở hữu 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, ta đuổi tại 3 ngày trước trở về là được. Ha ha ha, Bạch Tiền bối đột nhiên một trận cười quái dị, nói lên số một, ta nghĩ lên một sự kiện. Lăn lộn ba nghiêu bảo bảo cái chuyện cười này không tệ. Tống Thư Hàng,
Ngọa thảo 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 thảo, số một sủng vật thật sự đem cái này trò cười mang về cho Bạch tiền bối rồi. Phải chết, phải chết. Chờ ngươi về hiện thế phía sau chúng ta liền chơi đùa, lăn lộn ba nghiêu bảo bảo, cái trò chơi này, nhất định rất kích thích. Bạch tiền bối đạo. Đời ta liền chuẩn bị tại thú giới sống sót có như vậy trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên ở thú giới định cư suy nghĩ. Còn có chuyện gì không? Không có việc gì treo, đừng hòng chạy tà liên thế giới tìm ta ăn nướng đồ, ta sẽ không phân cho ngươi ăn. Bạch tiền bối đạo. Tống Thư Hàng. Bất quá, hắn thật đúng là nghĩ đến một sự kiện. Chính là trước đó đã đáp ứng giúp Tam Lãng tiền bối hỏi thăm, huyền nữ môn vân tước tử tin tức sự. Lần này hắn cuối cùng nhớ ra rồi. Tại là, Tống Thư Hàng đem chuyện này cùng Bạch tiền bối miêu tả một lần. Đồng thời đem chính mình lần trước gặp gỡ, huyền nữ môn vân tước tử, quỷ dị tình huống cũng hướng Bạch tiền bối giảng thuật. Lúc ấy, huyền nữ môn vân tước tử mái tóc màu đen, mà lại vậy mà có được chém ngang trường sinh giả thạch cự nhân thực lực. Không có vấn đề, ta thay người chú ý một chút vị này, huyền nữ môn vân tước tử, tình báo, có tin tức nói cho ngươi. Đây là ngươi hôm nay thiếu nợ ta cái thứ hai nhân tình, ngươi chuẩn bị làm sao trả. Bạch tiền bối đạo. Tống Thư Hàng, ngoại trừ trò cười, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng ta chỉ muốn nghe trò cười, ta cho ngươi chút thời gian chuẩn bị. Ân, một cái tình báo liền đáng giá ba cái trò cười đi. Bạch tiền bối đạo. Hắn định giá có thể tùy tiện, bởi vì nghe Tống Thư Hàng đề cập tới, cuồng đao Tam Lãng, danh tự bên trong mang ba. Tại là hắn liền đem giá cả định là ba cái trò cười. Tống Thư Hàng. Thiếu một cái cũng là thiếu, thiếu ba cái cũng là thiếu, lại nhiều điểm vẫn là thiếu. Bạch tiền bối, vậy ngươi sẽ giúp ta xem một chút, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, nó phía trên cái kia, quỷ dị thánh quang, lực lượng là không phải đã biến mất rồi. Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối, không cần nhìn, cái kia thánh quang lực lượng đã bị nhục thể của ngươi dung hợp, xóa đi ấn ký. Tiếp xuống ngươi chỉ cần tìm hội đúc khí, rèn sắt khi còn nóng, đem bản mệnh pháp khí chế tạo xong liền tốt. Lấy thân luyện khí loại phương pháp này tạo ra pháp khí, hội sinh ra dị biến. Ân, ta rất vừa ý cái này quyền sáo. Lần sau có rảnh cho ta cũng chế tạo một cái. Bạch tiền bối, ta đã chết không dậy nổi, chết lại liền thật xong. Tống Thư Hàng đạo. Yên tâm, đến lúc đó ta đến nghĩ biện pháp, ta đột nhiên có một ý tưởng. Ngươi tiếp xuống luyện chế tam thập tam thú tổ hợp thần khí, lúc, mỗi dạng đều luyện chế hai phần. Trong toàn bộ quá trình ta hội hiệp trợ ngươi, đến lúc đó chính ngươi lắp ráp một bộ, cho ta cũng lắp ráp một bộ. Bạch tiền bối vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối biện pháp tốt, bất quá có một vấn đề, ta sẽ không luyện chế pháp khí. Không có chút nào biết, bạch tiền bối thanh âm ngừng lại, Tống Thư Hàng so với hắn tưởng tượng còn muốn phế tài. Tống Thư Hàng thở dài, đúng vậy a, cho nên lần này ngay cả đánh tạo bản mệnh pháp khí hình thức ban đầu, đều phải mời Lục Tu Tiên Tử đến giúp đỡ. Cái kia mời nàng tiếp tục cho ngươi chế tạo, bạch tiền bối đạo. Tống Thư Hàng, không sống được đấy, quá đâm tâm. Lục Tu Tiên Tử đúc khí lúc, tư thế yêu mỹ, người cũng đẹp, hình ảnh đẹp mắt. Chính là cái kia cộng 100 cùng cộng 50, đâm thấu lòng người. Chế tạo một cái, nghịch kình võ sĩ quyền 6, lúc. Liền để Tống Thư Hàng tim như bị đao cắt. Nếu để cho hắn hiệp trợ chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tâm đắc của hắn bị thương thành dạng gì? Người đưa nàng triệu hoán tới, ta cùng nàng nói chuyện giá cả. Bạch tiền bối đạo. Đại Hải Quy cùng Lục Tu Tiên Tử nguyên bản bị Tống Thư Hàng đưa về đến thú giới. Cả hai cũng còn ở vào lòng vẫn còn sợ hãi trạng thái. Nhưng còn không có nghỉ ngơi bao lâu, hai người lại cảm thấy đến quen thuộc truyền tống. Là Tống Thư Hàng tại đem bọn hắn triệu hoán về thế giới kia. Hai người không có ngăn cản, thuận theo Tống Thư Hàng không gian truyền tống. Sau một khắc, Lục Tu cùng Đại Hải Quy đều về tới hạch tâm thế giới. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng thân thể ngươi thế nào? Đại Hải Quy liếc mắt liền nhìn ra Tống Thư Hàng thân thể không thích hợp. Sống lại một lần, tình huống cụ thể ta một hồi cùng Quy tiền bối giải thích. Tống Thư Hàng cười khổ. Sau đó hắn lại đối Lục Tu Tiên Tử nói. Lục Tu Tiên Tử, có vị tiền bối muốn tìm ngươi tâm sự. Lục Tu trong lòng còn tại lo lắng đến thất tu cùng tứ tu an toàn. Nghe được Tống Thư Hàng lời nói phía sau hắn nhẹ gật đầu, muốn trò chuyện cái gì? Lục Tu Tiên Tử, mạo phạm, dứt lời, hắn đưa tay điểm tại Lục Tu mi tâm. Tiểu cô nương ngươi tốt, bạch tiền bối thanh âm trực tiếp tại Lục Tu Tiên Tử trong đầu vang lên. Mà Lục Tu đột nhiên sắc mặt tái nhợt.
Tại Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được một cái như địa ngục thế giới, ô uế, tà ác, kinh khủng sự vật tràn ngập thế giới. Mà trong cái thế giới này, có một bóng người quân lâm thiên hạ. Đây là toàn bộ thế giới chúa tể. Mà nói với nàng lời nói, chính là đạo thân ảnh này. Hình tượng này, không để cho nàng từ nhớ lại bản thân ban sơ cùng, cửu tu phượng hoàng đao, ký kết khế ước thời điểm, nhìn thấy một cái mơ hồ hình ảnh. Cái kia hình ảnh hắn bây giờ có chút nhớ không rõ, nhưng hẳn là cùng cửu tu phượng hoàng đao chủ nhân, thứ ba thiên đạo có liên quan hư ảnh. Tiền bối chào ngài, lục tu tiên tử cố gắng bảo trì chấn định, trả lời. Xung làm trung chuyển khí Tống Thư Hàng hơi nghi hoặc một chút, làm sao lục tu tiên tử cùng Bạch Tiền Bối trao đổi thời điểm lộ vẻ rất hoảng sợ, áp lực rất lớn bộ dáng. Cùng ngươi đàm cái sinh ý, ngươi có thể xuất thủ thay Tống Thư Hàng tiểu hữu chế tạo hoàn chỉnh, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tổng cộng muốn 2 bộ. Phương diện giá tiền, ngươi có cái gì muốn sao? Bạch Tiền Bối thanh âm nhu hòa. Ngay cả như vậy, lục tu nghe được thanh âm của hắn, vẫn là cảm giác có chút đứng không vững. Tống Thư Hàng tiểu hữu vị tiền bối này đến cùng là lai lịch gì? Cường đại quá mức a. Tống Thư Hàng đến cùng là thế nào nhận biết nhiều như vậy thần thần bí bí đại lão? Hoặc là nói, ngươi bây giờ có cái gì phiền não? Có lẽ ta có thể xuất thủ thay ngươi giải quyết, chỉ cần là đồng giá phiền não, cũng không có vấn đề gì. Công bằng giao dịch, Bạch Tiền Bối tiếp tục nói. Trong âm thanh của hắn, tựa hồ mang theo một loại nào đó dụ hoặc. Lục tu tiên tử không tự chủ được liền nghĩ tới mình bây giờ lớn nhất phiền não thất tu cùng tứ tu, hai người bọn họ bây giờ còn đang đối đối tôn này mọc ra mắt tinh cầu. Mà hắn hiện tại lại tạm thời cùng, cửu tu phượng hoàng đao, đã mất đi liên hệ. Không cách nào cảm ứng được thất tu cùng tứ tu hiện tại trạng thái. Tiền bối, ta cũng không biết phải chăng đồng giá, ta hiện tại sinh mệnh trọng yếu nhất hai người, đang đối mặt một tôn cường địch công kích. Tôn này cường địch, là một cái mọc ra con mắt tinh cầu. Tiền bối ngài có thể giúp ta giải quyết cái phiền não này sao? Không cầu giải quyết cái kia cường địch, chỉ cần đem thất tu cùng tứ tu mang về là đủ. Lục tu tiên tử mong đợi nói. Thất tu, tứ tu, lục tu, thì ra là thế, cửu tu phượng hoàng đao sao? Bạch Tiền Bối thanh âm tại lục tu trong đầu vang lên. Đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, Bạch Tiền Bối hiển nhiên cũng biết lai lịch của nó. Không có vấn đề, giao dịch thành lập. 2 bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chế tạo, đổi về ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất 2 cái sinh vật. Bạch Tiền Bối đạo. Sau đó, hắn gãy mất cùng lục tu ở giữa liên hệ. Tống Thư Hàng vui vẻ nói, Bạch Tiền Bối, ngài muốn đi cứu thất tu tiền bối cùng tứ tu. Hắc, vốn chính là thuận tay việc cần phải làm, dùng để đổi đúc khí cao thủ chế tạo pháp khí, đã kiếm được. Bạch Tiền Bối đạo. Tống Thư Hàng, cái gì? Thuận tay việc cần phải làm. Cái kia mọc ra mắt tinh cầu, ta một mực đang tìm nó, thật lâu trước ta liền muốn đem hắn đem tới tay. Cho nên lần này cảm ứng được hắn, ta liền an bài số 1 cùng mới chiêu số 3 thông qua không gian tọa độ khóa chặt, truyền tống đến phụ cận của nó. Bạch Tiền Bối đạo. Tống Thư Hàng, số 1 cùng số 3 có thể làm ra qua viên kia mọc ra mắt tinh cầu. Số 1 mặc dù danh xưng là Bạch Tiền Bối trung cực vũ khí, nhưng nó là bán thành phẩm. Mà số 3 kim cương đại tinh tinh. Thực lực nhìn cũng không mạnh. Chỉ cần khóa chặt vật kia, ta sẽ thử thử có thể hay không đem hắn kéo tới cửu u thế giới, nếu như thành công, ta có thể tự mình xuất thủ. Thứ này, là đời thứ 2 thiên đạo tác phẩm. Hắc, ta đã sớm chú ý hắn. Bạch Tiền Bối đạo. Chương 1266. Bản mệnh pháp khí nghịch kình võ sĩ, 4 tầng phong ấn. Bạch Tiền Bối, ta đi trước giải quyết cái kia mọc ra mắt tinh cầu, hẹn gặp lại. Dứt lời. Bạch Tiền Bối tự cùng Tống Thư Hàng gãy mất liên hệ. Tống Thư Hàng xoa cằm, sa vào đến trong trầm tư. Hắn nhớ tới một kiện chuyện thú vị trước đó Bạch Tiền Bối không phải đã nói, Thánh Quang, đối với hắn mà nói liền cùng bài tiết vật đồng dạng buồn nôn. Nhưng là, cái kia mọc ra mắt tinh cầu toàn thân đều bao phủ âm lãnh Thánh Quang, thậm chí trong cơ thể nó năng lượng đều là âm lãnh Thánh Quang. Đối với Bạch Tiền Bối tới nói, cái kia mọc ra mắt tinh cầu há không chẳng khác gì là toàn thân đều lau tiện tiện. Thậm chí bên trong đều rót đầy lấy tiện tiện. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên Tống Thư Hàng não hải một trận choáng váng. Sau đó, trong đầu hắn hiện lên đủ loại bài tiết vật hình ảnh. Đây là một đống mang theo mùi ảnh chụp. Rõ ràng chỉ là hình ảnh, nhưng chỉ nhìn liền phảng phất có thể ngửi được một trận mùi hôi thối. Tống Thư Hàng sắc mặt phát bạch,
dốc hết tâm can buồn nôn. Lúc ăn cơm đừng dùng, tâm linh giao lưu, hướng ta truyền lại buồn nôn tin tức, ta ăn đồ nướng khẩu vị lập tức liền nhỏ một nửa. Bạch tiền bối đạo. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, bạch tiền bối ngài không phải gãy mất liên tiếp sao? Chẳng lẽ tiền bối ngài tại dòm bình phong? Bạch tiền bối. Lạch cạch. Lần này, tâm linh câu thông liên hệ triệt để cắt đứt quan hệ. Tống Thư Hàng. Lục Tu Tiên Tử gặp Tống Thư Hàng từ tâm linh câu thông hình thức, bên trong rời khỏi phía sau lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng tiểu hữu, vị tiền bối kia đi cứu tứ tu cùng thất tu sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, yên tâm đi, Lục Tu Tiên Tử. Chỉ cần vị tiền bối này xuất thủ, tứ tu cùng thất tu tiền bối chắc chắn sẽ không có việc gì. Lục Tu Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng trấn tác tinh thần, đã như vậy, thừa dịp hiện tại chúng ta nhất cổ tác khí, đưa người bản mệnh pháp khí, nghịch kình võ sĩ quyền sáo chế tạo xong đi. Đại trùy tiểu trùy lần nữa tế ra. Lục Tu Tiên Tử đi vào rèn đúc khí bên bàn bên trên, nhìn về phía, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, đang chuẩn bị hạ trùy. Ngay sau đó, nàng liền thấy quyền sáo thượng không ngừng nhúc nhích chất lỏng đồ vật. À, đây là cái gì quỷ đồ vật? Lục Tu Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng thở dài, đây chính là ta. Cái gì? Lục Tu Tiên Tử một mặt mộng bức. Nói đúng ra, đây là cũ ta. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, một mặt cao thâm khó lường nói, vì luyện chế mạnh nhất, hoàn mỹ nhất bản mệnh pháp khí, ta dứt khoát lựa chọn đem chính mình nhục thân đầu nhập đúc khí thánh quang hỏa diễm bên trong, lấy thân luyện khí. Đại Hải Quy nhãn tình sáng lên, dùng thân thể luyện khí. Sau đó, người hay dùng mệnh phù sống lại. Đầu óc người bị lừa đá rồi. Lục Tu Tiên Tử nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, chúng ta có thể đừng đề cập con lừa sao? Luyện cái bản mệnh pháp khí mà thôi, ngươi lại còn muốn chết một lần. Còn lấy thân luyện khí, Lục Tu Tiên Tử cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Tống Thư Hàng thở dài, nói, kỳ thật, tình huống lúc đó rất phức tạp. Ta thân chúng kịch độc, nguyền rủa, huyễn thuật, tâm ma. Tại tứ đại phó diện trạng thái ảnh hưởng dưới, lại thêm ấn đường biến thành màu đen. Cuối cùng có, lấy thân luyện khí cái này vừa ra nội dung cốt truyện. Người bây giờ ấn đường còn rất tối. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng, cho nên ta hiện tại đặc biệt cẩn thận, sợ không cẩn thận lại chết rồi. Đúng, Lục Tu Tiên Tử, nằm trong loại trạng thái này còn có thể luyện khí sao? Ý của ta là, cái này đoàn chất lỏng thân thể sẽ không ảnh hưởng pháp khí a. Lấy thân luyện khí phương thức ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, ta làm hết sức mà thôi. Lục Tu Tiên Tử trả lời. Loại này, tà phái ma đạo, mới sẽ sử dụng luyện khí pháp, nàng trước kia chưa từng thử qua. Lục Tu Tiên Tử, ta án lấy, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, trình tự, tiếp tục chế tạo quyền sáo. Còn trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì dị biến, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Dứt lời, Lục Tu Tiên Tử đưa tay đặt tại rèn đúc trên đài. Đúc khí trên đài có hỏa diễm bay lên, lần này hỏa diễm không còn là cửu tu phượng hoàng hỏa. Mà là Đông Chi Điện bên trong nguyên bản liền tồn chữ rèn đúc khí hỏa trùng. Bởi vì cửu tu phượng hoàng đao tạm thời che giấu cùng Lục Tu Tiên Tử, trong thời gian ngắn nàng không cách nào lại mượn lại phượng hoàng hỏa diễm. Cũng may tám khẩu cá voi thánh cốt đã chế tạo hoàn tất, tiếp xuống quyền sáu cái khác bộ kiện chế tạo cũng không dùng được phượng hoàng hỏa. Hỏa diễm bên trong, hóa lỏng Tống Thư Hàng thân thể cũng không có tổn thương, chỉ là tại hỏa diễm bên trong hắn tăng nhanh cùng, nghịch kình võ sĩ quyền sáu quá trình dung hợp. Đại trùy cùng tiểu trùy lần nữa vung. Nhưng lần này, cái kia đâm tâm cộng 100 cùng cộng 5 không nhưng không có lại xuất hiện. A, à, Lục Tu Tiên Tử, kế giá hỏa diễm phủ văn đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Có đôi khi, thói quen là một cái đáng sợ đồ vật. Trước đó không ngừng đi ra cộng 100 cùng cộng 5 không như vậy đâm tâm, nhưng một khi quen thuộc cái này thiết lập phía sau lần này hỏa diễm phủ văn lại không lại xuất hiện, liền sẽ để người cảm giác trong lòng tắc tắc. Luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lục Tu Tiên Tử thở dài, luyện khí đại giới không đều từ ngươi vị tiền bối kia giao hết à? Như là đã trả hết, ta còn kế giá làm gì? Tính toán ra sau cùng giá cả, để cho ta bản thân trong lòng buồn phiền. Đại trùy cùng tiểu trùy cùng lên, cuối cùng tính toán ra giá cả lại không thu được tiền, trong nội tâm nàng liền tốt tắc. Tống Thư Hàng. Đại trùy cùng tiểu trùy không ngừng nện xuống. Đủ loại chân quý vật liệu luyện khí bị đầu nhập hỏa diễm bên trong, lại bị Lục Tu Tiên Tử song trùy chế tạo thành các loại bộ dáng. Ngoại trừ trùy bên ngoài, tại chế tác tiểu bộ kiện thời điểm Lục Tu Tiên Tử còn có trọn vẹn đủ loại pháp khí. Cuối cùng,
chế tạo hoàn tất quyền sáo bộ kiện được lắp ráp đến, nghịch kình võ sĩ, bên trên. Đông, đại chùy vung lên, từng đoạn chỉ sáo bị liền đến, nghịch kình võ sĩ, bên trên. Xùy, một bên Tống Thư Hàng đột nhiên truyền ra kêu thảm. Lục Tu Tiên Tử nghi hoặc quay đầu. Đâm tâm đau nhức, Tống Thư Hàng đạo. Lục Tu Tiên Tử nháy nháy mắt, sau đó nàng vung chùy tiếp tục nện ở, nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên. Ai nha, Tống Thư Hàng lại nhịn không được kêu thành tiếng. Người cũ thân thể cùng ngươi ở giữa còn có, giác quan tương liên. Lục Tu Tiên Tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, ta cũng không biết a. Hắn nhìn qua nghịch kình võ sĩ quyền sáo, giờ khắc này, hắn cùng quyền sáo ở giữa phảng phất sinh ra một loại, như chân với tay cảm giác. Hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng giật giật ngón cái. Lúc này, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, ngón cái, đồng dạng có chút giật giật. Rõ ràng pháp khí còn không có chính thức thành hình, pháp khí hạch tâm cùng trận pháp cũng còn không có khắc lên đi, nhưng pháp khí này cũng đã cùng Tống Thư Hàng tâm ý tương liên. Có ý tứ, đây chính là lấy thân luyện khí hiệu quả. Lục Tu Tiên Tử nói. Dứt lời, nàng lần nữa vung đầu nắm đấm, thật nhanh liên tục nện xuống. Nhất cổ tác khí. Nàng đem tất cả, bộ kiện, lắp ráp đến nghịch kình võ sĩ quyền sáo phía trên. Tống Thư Hàng lại nhếch lên một cái nha. Nhưng phía sau đau đớn cảm giác càng ngày càng thấp, đến cuối cùng lúc, đau đớn đã biến mất không thấy gì nữa. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo hệ thống hoàn thành, tiếp xuống chính ngươi tiếp lấy pháp khí luyện chế trình tự, đem trận pháp cùng hạch tâm hệ thống khắc họa đi lên, hoàn thành pháp khí luyện chế. Lục Tu Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn đi vào quyền sáo bên cạnh, mượn Lục Tu Tiên Tử chùy đem 5 loại thủy hệ vật liệu luyện khí nghiền nát, lấy những này bột phấn đến khắc họa trận pháp. Theo trận pháp một chút xíu hoàn thiện, nghịch kình võ sĩ quyền sáo khẽ chấn động. Một bước cuối cùng, Tống Thư Hàng lấy ra một khối ngũ phẩm cá voi loại linh thú tinh, chuẩn bị đem hắn khảm nhập quyền sáo. Nhưng vào lúc này, quyền sáo bên trong chất lỏng Tống Thư Hàng thân thể tự động tụ lại, cuối cùng hóa thành một quả mượt mà minh cầu. Chiếm đoạt linh thú tinh, vị trí. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái này đều được, Tống Thư Hàng đạo. Đang khi nói chuyện, hắn, Huyền Thánh Ấn, chủ động bay ra, ba một chút, đáp lên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên. Đây cũng là chơi cái nào vừa ra. Đại Hải Quy giải thích nói, Thánh Ấn đóng dấu, bát phẩm Huyền Thánh luyện chế pháp khí sau khi kết thúc, Thánh Ấn sẽ chủ động ở trên pháp khí phủ xuống con dấu. Tăng cường pháp khí cùng Huyền Thánh ở giữa liên hệ. Người này bản mệnh pháp khí muốn nghịch thiên a. Xích Tiêu Kiếm Đạo. Bản mệnh pháp khí, các tu sĩ tại tứ phẩm thời điểm liền sẽ đem hắn luyện chế hoàn thành. Bởi vì tại tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm lúc, một kiện ưu lương bản mệnh pháp bảo cao nhất có thể cho tu sĩ độ kiếp tỷ lệ đề cao 3 thành. Nói cách khác, phần lớn bát phẩm Huyền Thánh bản mệnh pháp khí cũng đều là tại tứ phẩm liền luyện chế hoàn thành. Bản mệnh pháp khí thượng thánh ấn cũng là chờ bọn hắn bát phẩm sau mới sau đóng dấu chồng đi lên. Sau trang đồ vật cùng xuất xưởng nguyên phối đồ vật, hiệu quả phương diện tổng là có khác biệt. Thanh ấn đóng dấu chồng đi lên phía sau trong lúc mơ hồ, nghịch kình võ sĩ, phẩm chất tựa hồ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại quyền sáo này là mấy phẩm pháp bảo? Lục Tu Tiên Tử hỏi. Nàng nguyên bản đoán chừng mình có thể rèn đúc ra một kiện, thất phẩm hoàn mỹ, phẩm giai pháp khí, nhưng hiện tại xem ra, kiện pháp khí này đẳng cấp không chỉ là thất phẩm đơn giản như vậy. Bát phẩm pháp khí, Xích Tiêu Kiếm khẳng định trả lời. Đại Hải Quy, hoàn toàn chính xác có bát phẩm, bất quá cứ như vậy, Tống Thư Hàng liền sử dụng không được cái này bản mệnh pháp khí a. Lục Tu Tiên Tử, ta đã sớm thiết kế tốt, tại rèn đúc pháp khí này thời điểm ta liền lưu lại, phòng ấn, khâu. Chỉ cần mời đại năng xuất thủ cho pháp khí này thiết hạ phòng ấn, Tống Thư Hàng liền có thể trực tiếp sử dụng. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trực tiếp đưa tay nắm lên, nghịch kình võ sĩ. Ta cảm giác hiện tại liền có thể sử dụng nó. Hắn đã ở vào phong ấn trạng thái. Tống Thư Hàng đạo. Hắn hái đi, Mộc Ngưu kiếm khách ái tâm bao tay, đeo lên, nghịch kình võ sĩ. Xem xét bí pháp tự chủ khởi động. Sau đó, chỉ nỗ lực một đạo vết thương nhỏ đại giới, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, tình báo liền xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Tam thập tam thú tổ hợp thần khí chi nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bát phẩm pháp khí 4 tầng phong ấn trạng thái. Cần cảnh giới đạt tới tương ứng cấp độ phía sau từng bước mở ra phong ấn, phát huy toàn bộ nó uy lực. Tăng cường 3 thành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên tu luyện hiệu quả cùng uy lực,
theo phong ấn từng bước giải trừ, tăng phúc nhiều nhất có thể đạt tới 4 thành. Mang theo quyền sáo có thể tăng mạnh minh tưởng hiệu suất 20%, theo phong ấn từng bước giải khai, tăng cường hiệu quả nhiều nhất tăng lên đến 24%. Tăng cường linh lực tốc độ khôi phục, cụ thể khôi phục hiệu quả xem vị trí hoàn cảnh. Tăng cường hỏa hệ uy lực. Tăng cường thánh quang hệ uy lực. Bổ sung nguyền rủa tổn thương, kịch độc tổn thương, hỏa diễm tổn thương, thánh quang tổn thương. Bổ sung huyễn thuật hiệu quả. Bổ sung dẫn bạo tâm ma công năng. Bổ sung chữa trị pháp thuật kình thân hóa lộ chú, mỗi ngày sử dụng 4 lần, theo phong ấn giải trừ, chữa trị hiệu quả cùng số lần tiếp tục tăng lên. Bổ sung quyền pháp cự kình phún xạ, thuận theo quyền sáo dẫn dắt, kéo theo tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, có thể đem quyền pháp cự kình phún xạ, hoàn mỹ thi triển. Bổ sung nghịch kình kim thân, bạo phát loại bí thuật, phong ấn một ngũ phẩm có thể thi triển. Tứ phẩm cảnh giới dưới, nỗ lực nhục thân bị hao tổn đại giới có thể lâm thời sử dụng. Bổ sung tuyệt vọng kình hao, sóng âm bí thuật, phong ấn 2, lục phẩm có thể thi triển, ngũ phẩm cảnh giới lúc, nỗ lực kinh mạch bị hao tổn đại giới có thể lâm thời lại dùng. Bổ sung chân thực long kình thế giới, quyền pháp bí thuật, phong ấn 3 thất phẩm có thể thi triển, cần chân thực huyễn tượng, phối hợp. Bổ sung kình thánh bí pháp, phòng ngự bí thuật, phong ấn 4 bát phẩm có thể thi triển, cần thánh ấn phối hợp. Đeo lên bản mệnh pháp khí thời điểm, Tống Thư Hàng cảm giác quyền sáo đã cùng bản thân nối liền thành một thể. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, sinh ra cộng minh, tiên thiên chân nguyên tại thể nội vận chuyển tốc độ tăng lên rất nhiều. Cái này khiến Tống Thư Hàng cảm giác mình lập tức dễ dàng rất nhiều, phảng phất buông xuống mấy trăm cân gánh nặng. Loại cảm giác này, cùng hắn nắm, bảo đao phách toái, lúc hoàn toàn khác biệt. Đây chính là bản mệnh pháp khí. Hắn cùng tu sĩ tính mệnh tương liên, theo tu sĩ đẳng cấp tăng lên, cũng có thể không ngừng đạt được tăng lên. Theo Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, nghịch kình võ sĩ quyền sáo tiến vào ẩn hình trạng thái. Hắn còn mang trên tay Tống Thư Hàng, bất quá những người khác không cách nào nhìn thấy. Hết thảy 4 tầng phong ấn. Mỗi khi ta tấn thăng một cảnh giới lúc lại giải khai một cái phong ấn. Tống Thư Hàng đạo. Mặt khác, cái này cái kia thánh quang hệ tổn thương, nguyên rùa tổn thương, kịch độc tổn thương, dẫn dắt tâm ma, huyễn thuật hiệu quả loại hình công năng, nghe cũng cảm giác quen tai. Đây không phải hắn hóa lỏng trong thân thể phó diện trạng thái mà. Những này phó diện trạng thái cuối cùng đều theo hóa lỏng thân thể dung nhập vào, quyền sáo, bên trong, trở thành quyền sáo năng lực. Cảm giác như thế nào? Lục Tu Hiếu Kỳ hỏi. Cực kỳ tốt, tình trạng của ta chưa bao giờ giống như bây giờ tốt hơn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm, quyền kình phá không, phát ra ba ba bạo không tiếng. Pháp khí có cái gì hiệu quả? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Bổ sung rất nhiều tổn thương, tăng phúc, cùng mấy cái kỹ năng. Bất quá đại bộ phận kỹ năng ở vào phong ấn trạng thái. Bây giờ có thể sử dụng có cái này. Tống Thư Hàng bày ra một cái quyền pháp lên thủ thế. Cự kình phún xạ. Theo tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vận chuyển, chân khí bạo phát, ở quả đấm của hắn ẩn ẩn hiển hiện một đầu phì kình hư ảnh. Quyền pháp này uy lực cũng không tệ lắm, Xích Tiêu Kiếm bình luận. Tống Thư Hàng lắc đầu, so với kim cương cơ sở quyền pháp kém chút, cùng kim cương phục ma quyền càng là không cách nào so sánh. Coi như, cự kình phún xạ, có tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tăng thêm, uy lực phương diện vẫn là không bằng kim cương phục ma quyền. Lục Tu Tiên Tử cười nói, người tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp tại tất cả nhất phẩm công pháp tôi luyện thân thể bên trong đều tính thượng đẳng công pháp, chớ nói chi là tấn cấp bản kim cương phục ma quyền. Không thể so sánh. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bất quá, ta vừa rồi tại thi triển, cự kình phún xạ, lúc, có loại cảm giác thật kỳ diệu. Tống Thư Hàng xoa cằm, nói tại công kích ngưng tụ ra, cá voi loại hư ảnh, thời điểm, ta cảm giác quyền pháp này cùng kim cương phục ma quyền ở giữa lại có điểm cộng đồng tính. Chương 1267, lập tức trở về hiện thế không quay lại sẽ chết định rồi. Hai loại quyền pháp phong cách hoàn toàn khác biệt, một cái là Phật môn quyền pháp, một cái khác có chút cùng loại thú tu pháp môn. Bất quá, đang sử dụng cự kình phún xạ, ngưng tụ ra phì kình hư ảnh lúc, Tống Thư Hàng phát hiện hắn cùng kim cương phục ma quyền ngưng tụ ra kim cương hư ảnh thời điểm, có dị khúc đồng công chi diệu, hai loại quyền pháp trong khoảnh khắc đó mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ tương tự. Chỗ tương tự, tỉ như hai loại quyền pháp đều sẽ ngưng tụ ra hư ảnh. Lục Tu Tiên Tử trêu ghẹo nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy. Ta cảm giác hai loại quyền pháp có thể xâm nhập nghiên cứu một chút,
nói không chừng có thể đem hai loại quyền pháp ưu điểm dung hội đến cùng một chỗ. Đương nhiên, cải tạo quyền pháp loại sự tình này, Tống Thư Hàng hiện tại lại làm không được. Chỉ có chờ hắn tương lai tấn thăng cảnh giới cao hơn, đồng thời vẫn phải giống Thất Tu Thánh Quân như thế nắm giữ phong phú tri thức dự trữ phía sau lo lắng nữa cải tạo quyền pháp loại sự tình này. Hai loại quyền pháp dung hội đến cùng một chỗ, Kim Cương Phỉ Kình Quyền. Một bên Đại Hải Quy cười nói. Tống Thư Hàng, ta nhổ vào. Kim Cương Phỉ Kình Quyền là cái quỷ gì? Cho dù có hướng một ngày hắn thật sự đem hai loại quyền pháp ưu điểm dung hợp một chỗ, ít nhất cũng phải gọi Kình Vương Phục Ma Quyền cái gì. Ta cảm giác không bằng gọi Phục Ma Hỏa Kình Đao a. Xích Tiêu Kiếm cũng đề nghị. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt mình, là quyền pháp a, Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Người đối đao yêu đến cùng là có bao nhiêu chấp nhất? Một bên Lục Tu Tiên Tử che miệng cười khẽ, này lúc đổ mồ hôi lâm ly nàng, nhìn qua một bộ yếu đuối hình, người gặp yêu tiếc. Ai có thể đem trước phung lấy đại trùy cùng tiểu trùy đập mạnh tiên tử cùng nàng bây giờ liên tưởng cùng một chỗ? Ngoại trừ kèm theo chiêu này quyền pháp bên ngoài, còn có năng lực khác không? Nói thế nào cũng là bát phẩm pháp khí a. Đại Hải Quy Đạo, Tống Thư Hàng, là 4 tầng phong ấn bát phẩm pháp khí, trên thực tế hiện tại hắn trong tay ta chỉ có thể phát huy tứ phẩm uy lực của pháp khí. Ngoại trừ tăng cường công pháp lực, chân khí trong cơ thể, linh lực tốc độ khôi phục cùng các loại kèm theo tổn thương bên ngoài, tứ phẩm cảnh giới lúc ta còn có thể sớm sử dụng một chiêu ngũ phẩm cảnh giới bí pháp. Bất quá, muốn sử dụng lời nói phải bỏ ra một điểm đại giới. Bạo phát loại bí thuật nghịch kình kim thân, tứ phẩm lúc tiếp nhận thể chất bị hao tổn đại giới, liền có thể sớm sử dụng. Trước mắt mà nói đây là bảo mệnh kỹ năng, không đến thời khắc mấu chốt không cần. Dứt lời, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên tay phải quyền sáo. Lại nói, ban sơ thời điểm, ta trở thành tu sĩ lúc, trong giấc mộng, bản mệnh pháp khí, là một thanh thần kiếm đến. Ngự kiếm hành không, kiếm khí tung hoành, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Đến nửa đường thời điểm, hắn cảm giác mình bản mệnh pháp khí hẳn là đao, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn cùng đao hữu duyên. Không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng hắn bản mệnh pháp khí lại là quyền sáo. Vì phát huy bản mệnh pháp khí công hiệu, hắn là không phải đến cân nhắc lại học mấy đường quyền pháp. Tương lai, nói không chừng hắn có thể nhiều cái ngoại hiệu gọi thiết quyền vô địch Tống Thư Hàng loại hình. Phi, còn không bằng bá đao Tống nhất êm tai. Bản mệnh pháp khí luyện chế hoàn thành, Tống Thư Hàng bước ra hạch tâm thế giới, trở về hiện thú giới. Hạch tâm thế giới bắt đầu sau khi tấn cấp khuếch trương, từ bạch tiền bối cái kia lấy được cửu u tà năng còn có không ít còn thừa. Này lúc đều bị hạch tâm thế giới dùng để khuếch trương sử dụng. Đồng thời, hắn hướng Tống Thư Hàng truyền lại cần đại lượng, cửu u tà năng tin tức. Bạch tiền bối cái kia mượn tới cửu u tà năng, đại bộ phận đều dùng đến đối kháng, mọc ra mắt tinh cầu, công kích. Còn lại tà năng không đủ để hạch tâm thế giới hoàn thành khuếch trương cần thiết. Cho nên, Tống Thư Hàng trở về thú giới, chuẩn bị một lần nữa bản thân, thần y kiếp sống. Bất quá! Tiếp xuống tại nhổ cửu u tà năng lúc hắn cần chú ý cẩn thận một số, miễn cho lại bị không hiểu thấu hạ nguyền rủa. Chỉ cần chờ bạch tiền bối sáng chế che đậy nguyền rủa phương pháp, hắn liền có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Lục Tu Tiên Tử cùng Tống Thư Hàng cùng rời đi hạch tâm thế giới, nàng bây giờ không có mua sắm nhiệt tình. Nàng một tấc cũng không rời đi theo Tống Thư Hàng, hy vọng có thể trước tiên từ trên thân Tống Thư Hàng đạt được, thất tu, tứ tu, hai người tình huống mới nhất. Đại Hải Quy tiếp tục ở tại Đông Chi Điện ngủ đông. Công đức xà Mỹ Nhân một thanh nuốt vào Xích Tiêu Kiếm, trở về Tống Thư Hàng thân thể. Chỉ đem công đức phì kình cùng bên trong lông trắng lưu lại. Khi Tống Thư Hàng trở lại thú giới lúc, phát hiện ngoại giới đã là bình minh thời gian, bên ngoài sắc trời đã dần dần hiện sáng. Hắn nhớ kỹ bản thân tiến vào hạch tâm thế giới chuẩn bị luyện khí lúc, vẫn là hôm qua trạng vạng tối. Không nghĩ tới bây giờ vừa ra tới. Đã là sáng sớm hôm sau. Thiện tiểu cô nương một mực canh giữ ở Tống Thư Hàng gian phòng chờ hắn trở về. Nhìn thấy Tống Thư Hàng trở về lúc, thiện cô nương nháy nháy mắt, vui vẻ nói, bá Tống tiền bối, ngài pháp khí luyện chế hoàn thành. Nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng khôi phục thành nhân loại hình thái, không còn là cái kia sắt thép cánh tay hình thức, nói cách khác bá Tống tiền bối luyện khí đã kết thúc. Tống Thư Hàng cười gật đầu, thành công, cần trị liệu bệnh nhân đều tới rồi sao? Hừm, bệnh nhân tại Quy Đại Sư cùng phân bộ trưởng an bài xuống, đều đã trải qua chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến bá Tống tiền bối ngài xuất thủ nhổ trên người bọn họ cửu u tà năng cảm nhiễm. Bất quá cái này về, bệnh nhân số lượng có chỗ giảm bớt.
Chúng ta Hắc Mã phân bộ quá vắng vẻ, có rất nhiều người còn chưa kịp tới đưa đến Hắc Mã phân bộ, liền triệt để rơi xuống làm tà ma. Thiện cô nương đạo. Tống Thư Hàng đưa thay sờ sờ tiểu thiện cô nương đầu, chúng ta hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm. Mặt khác, cửu u tà năng sự tình gây lớn như vậy, thú giới đại năng nhất định sẽ có hành động. Có thể phổ cập chữa trị, cửu u tà năng, ô nhiễm phương pháp nhất định sẽ rất nhanh bị nghiên cứu ra được. Thiện cô nương nhẹ gật đầu. Mặt trời mới mọc dâng lên, mới một ngày bắt đầu. Bá Tống Huyền Thánh tà năng trị liệu trung tâm lần nữa khai trương. Các bệnh nhân đều đâu vào đấy tiến vào Bá Tống Huyền Thánh gian phòng, lành bệnh sau lại theo thứ tự rời đi. Bởi vì có Bạch Tiền Bối nhắc nhở, Tống Thư Hàng đang dùng hạch tâm thế giới hấp thu cửu u tà năng lúc, càng thêm cẩn thận, mỗi lần tại nhổ tà năng thời điểm, đều để công đức xà mỹ nhân đem hắn bao quanh bao khỏa. Công đức chi quang có thể hữu hiệu cách trở nguyền rủa tổn thương, coi như ngăn cản không nổi, chí ít cũng sẽ phát ra cảnh báo. Nếu quả như thật lại bị quét nguyền rủa, hắn liền lập tức trở về hạch tâm thế giới tìm, sau đó chờ Bạch Tiền Bối xuất thủ tiến hắn ngăn cách nguyền rủa chi pháp. Nhổ cửu u tà năng, thu nhập hạch tâm thế giới cung cấp hạch tâm thế giới khuếch trương. Lừa một đợt vật liệu luyện khí, thu nhập hạch tâm thế giới, chuẩn bị dùng để rèn đúc còn sót lại 32 loại pháp khí. Góp nhặt một chút công đức chi lực, để công đức xà mỹ nhân không ngừng đạt được cường hóa. Thu hoạch tổng là để cho người ta thỏa mãn. Lục tu tiên tử một tay chống cằm ngồi sau lưng Tống Thư Hàng. Bảy cái đạo, khục, bá tống, người đây là đang đoạt tiền đây này. Lục tu tiên tử nói. Một bên thiện cô nương nghe nói như thế, lập tức phản bác, tiên tử tiền bối ngài hiểu lầm, bá tống tiền bối không phải đang giựt tiền, những này vật liệu luyện khí là chúng ta tự nguyện đưa lên. Bá tống tiền bối có thể lưu tại thú giới thay chúng ta nhổ cửu u tà năng, chúng ta rất cảm kích. Lục tu tiên tử nhéo nhéo cái cằm. Nàng xa vào đến trong trầm tư cùng Tống Thư Hàng bắt đầu so sánh, các nàng huyền trọng phái đoạt tiền pháp cướp có phải hay không có chút thất bại. Không đúng không đúng, các nàng muốn chính là, đâm hộ khách tâm, hiệu quả. Nếu như hộ khách một mặt cảm ơn lời nói, các nàng tại luyện khí quá trình bên trong chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Đang khi nói chuyện, mới một nhóm 10 cái người bệnh bị đưa vào gian phòng. Thiện tiểu cô nương hạch tâm người bệnh phía sau liền rời khỏi gian phòng, khép cửa phòng. Tiếp lấy công đức xà mỹ nhân phóng thích công đức chi quang, đem chọn cái gian phòng bao phủ, tránh cho ngoại giới đối gian phòng nhìn trộm. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị theo thường lệ phóng thích hoa sen xúc tu, bất quá đột nhiên, bên cạnh hắn công đức xà mỹ nhân hơi động một chút, âm thầm hướng hắn phát ra cảnh báo. Cái này một nhóm trong khi mắc bệnh có người trên người mang theo nguyền rủa. Tống Thư Hàng ánh mắt từ 10 cái người bệnh trên người đảo qua. Cuối cùng tiếp cận một vị thú tu. Đó là một cái hổ văn thú tu, trên người hắn cửu u tà ma khí tức cùng với những cái khác 9 vị bệnh hoạn khác biệt. Tại Tống Thư Hàng nhìn về phía nó đồng thời, hổ văn thú tu cũng từ từ mở mắt. Xích hồng sắc ánh mắt cùng Tống Thư Hàng đối mặt. Ai nha, bị phát hiện, ta quả nhiên không am hiểu ngụy trang. Hổ văn thú tu ngượng ngùng cười một tiếng, từ trên giường bò lên, ngài khỏe chứ, bá Tống Huyền Thánh. Trên người hắn, cửu u tà năng cùng công đức chi quang tiếp xúc, không ngừng bị tịnh hóa. Nhưng lại có càng nhiều cửu u tà năng từ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cái này ra hỏa triệt để sa đọa rồi. Không đúng, không phải sa đọa. Cái này ra hỏa vốn chính là cửu u sinh vật. Ta gọi hổ phách, là lần này thú giới hành động phụ trách. Đương nhiên hổ phách là danh hiệu của ta, tên thật nhất định phải giữ bí mật. Ta tới nơi này, chủ yếu là vì gặp ngươi một mặt, nhìn xem có thể nhổ cửu u tà năng bá Tống Huyền Thánh đến cùng là bộ dáng gì, lại là dùng phương pháp gì nhổ tà năng. Hổ văn thú tu đạo. Đang khi nói chuyện, hổ văn thú tu đột nhiên xuất thủ, tấn công về phía bên cạnh hắn một vị, bị ô nhiễm giả. Đã sớm vận sức chờ phát động lục tu tiên tử trong nháy mắt xuất thủ, trên đầu nàng có một cây mái tóc dài vàng óng bay ra, hóa thành kim sắc trường mâu, đâm về hổ văn thú tu. Hổ văn thú tu né tránh không kịp, bị kim sắc trường mâu đâm thủng. Hắn cúi đầu, nhìn qua đâm thủng thân thể kim mâu, máu tươi đen ngòm từ vết thương tuôn ra. A, không được, ta muốn chết rơi á. Hổ văn thú tu kêu thảm, hắn kêu thảm giống như bất nhập lưu hí kịch diễn viên, đang dùng sốc nổi diễn kỹ biểu diễn. Sau khi hét thảm, thân thể của hắn, phanh, một tiếng nổ tung lên. Tà ác ô uế cửu u tà năng bốn phía khuếch tán, tràn ngập cả phòng. Cái này tà năng bên trong còn mang theo nguyền rủa khí tức. Tống Thư Hàng trước tiên đem lục tu tiên tử,
công đức phì kình cùng lông trắng toàn bộ đưa vào hạch tâm thế giới. Đồng thời, hắn tự thân cũng chuẩn bị lui về hạch tâm thế giới. Nhưng lúc này, hắn nắm tay phải thượng, nghịch kình võ sĩ, quyền sáo bên trong, có hơn 10 đầu hóa lỏng xúc tu dọc theo người ra ngoài, đâm về gian phòng các ngõ ngách, mỗi một đầu xúc tu thượng đều ngưng tụ, thánh quang, khí tức. Cái này thánh quang cùng phổ thông thánh quang khác biệt, tức có được quang minh thánh khiết một mặt, lại dẫn âm lãnh kết thúc khí tức. Quỷ dị thánh quang vùi đầu vào cửu u tà năng bên trong lúc, phảng phất như là ngọn lửa nhỏ ném vào đến dầu hỏa. Hoa! Trải rộng cả phòng cửu u tà năng bốc cháy lên, hóa thành hừng hực thánh quang. Tà năng bên trong bao hàm, nguyền rủa thì bị lặng lẽ hấp thu. Tư là Tống Thư Hàng hào à, có thể nghe được thanh âm của ta không? Ta là ta chủ trung thành canh cổng hổ, hiện tại hướng ngươi truyền đạt ta chủ một cái tin tức trọng yếu, lập tức trở về hiện thế, không quay lại nhất định phải chết. Trở lên, trò chuyện kết thúc, một thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Chương 1268, ngày mai sẽ là đậu đậu hôn lễ. Canh cổng hổ, nghĩ tới, là đầu kia xấu độc đáo, sau đó bị bạch tiền bối bắt đi bạch hổ. Trong trí nhớ đầu kia bạch hổ hoàn toàn chính xác lão sử, eo còn rất dài. Hắn có thể đem eo của mình xoay thành U chữ hình, cắn được hắn cái đuôi của mình. Uy, Tống Thư Hàng hào, đừng quá mức a. Canh cổng hổ thanh âm vang lên lần nữa. Ngọa thảo, lại bị nghe được. Cho nên nói, tâm linh giao lưu phương thức đối với hắn loại này nhanh mồm nhanh miệng người quá không hữu hảo, có mấy lời giấu đều giấu không được. Lúc đầu dùng miệng giao tình huống dưới, có mấy lời hắn có thể giấu ở trong lòng không nói ra, liền sẽ không có vấn đề. Nhưng từ các đại lão lưu hành tâm linh giao lưu phương thức phía sau hắn có đôi khi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tách cái đại từ. Có đôi khi cái này, suy nghĩ khẽ động, thậm chí là tiềm thức ý nghĩ, chỉ là từ trong đầu vạch một cái mà qua cái chủng loại kia. Tâm thật mệt mỏi. Tâm linh giao lưu tại mang đến rất nhiều tiện lợi đồng thời, cũng mang đến rất nhiều phiền não. Quả nhiên thế gian có rất ít lưỡng toàn tề mỹ chi vật đây này. Tạ ơn hổ đạo hữu nhắc nhở, ta lập tức liền trở về hiện thế. Ta nhiều nhất còn có thể lưu lại bao lâu? Tống Thư Hàng gật đầu nói. Mặc dù không biết bạch tiền bối nơi đó xảy ra vấn đề gì. Nhưng loại này trạng thái khẩn cấp dưới, không kịp suy tư nhiều như vậy, có vấn đề cũng trở về hiện thế sau lại hỏi thăm. Ta chủ nói, càng nhanh càng tốt, nhiều nhất chớ vượt quá 10 phút đồng hồ. Bạch hổ trả lời. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng mở to mắt. 10 phút đồng hồ đủ. Trong phòng thánh quang hỏa diễm cháy hừng hực, đem trong phòng tất cả cửu u tà năng thiêu đốt sạch sẽ. Cái kia hổ văn thú tu cũng đã không thấy tung tích. Tống Thư Hàng dám khẳng định, cái này hổ văn thú tu tuyệt đối còn chưa chết, thậm chí vừa rồi tự bạo, hổ văn thú tu, đều có thể chỉ là phân thân hoặc cùng loại thủ đoạn. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến thiện cô nương thanh âm, bá Tống tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Vào đi, Tống Thư Hàng trả lời, bạch tiền bối nói là lập tức trở về hiện thế, hắn không thể lãng phí thời gian. Thiện cô nương, Quỷ đại sư còn có Hắc Mã phân bộ trưởng cùng một chỗ đi vào phòng. Bọn hắn nhìn qua gian phòng trong hư không không ngừng thiêu đốt thánh quang hỏa diễm, sắc mặt nghiêm túc. Thiện cô nương càng là phát hiện 10 vị bệnh hoạn bây giờ chỉ còn lại có 9 vị, cái này 9 vị này lúc đều ở vào trạng thái hôn mê. Mà lại, trên người bọn họ, cửu u tà năng, còn không có bị nhổ. Xảy ra vấn đề rồi. Thiện cô nương, Quỷ đại sư cùng phân bộ trưởng trong lòng nổi lên đồng dạng suy nghĩ. Có cửu u tà ma lẫn vào bệnh nhân bên trong, ý đồ đối với ta triển khai công kích. Tống Thư Hàng đơn giản trả lời. Quỷ đại sư sắc mặt ngưng tụ. Bệnh hoạn bên trong, đại bộ phận đều là bọn hắn, nhân loại liên minh, thành viên, bộ phận này bệnh hoạn tại lai lịch thượng nói như vậy không có vấn đề. Có vấn đề bệnh hoạn khẳng định là liên minh bên ngoài được đề cử tới được thú tu. Thật xin lỗi, bá Tống tiền bối, là chúng ta sàng chọn không đủ, bị tà ma lẫn vào. Quỷ đại sư đạo, Tống Thư Hàng khoát tay áo, cái này cũng không trách ngươi, bệnh hoạn nhân số nhiều như vậy, sao có thể từng cái sàng chọn. Ngay cả ta cũng không thể lập tức nhận ra đối phương tới. Mặt khác, thời gian của ta không nhiều lắm, ta tại chữa trị bệnh hoạn quá trình bên trong, bị một cái phiền toái tồn tại theo dõi. Hiện tại, ta nhất định phải lập tức rời đi thú giới. Quỷ đại sư giật mình, liền bá Tống tiền bối đều không đối phó được địch nhân sao. Ngay tại trước đó, ta cùng đối phương cách không đối một chiêu. Ta, chết, qua một lần. Các ngươi cẩn thận cảm ứng lời nói, liền có thể cảm ứng ra ta cùng trước đó khác nhau.
Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Quy đại sư trong lòng chợt lạnh, hắn tinh tế một cảm ứng, quả nhiên bá tống tiền bối sinh mệnh trạng thái có chút khác biệt. Trước mặt bá tống huyền thánh cho hắn một loại, tân sinh hài nhi cảm giác. Ta nhất định phải rời đi, thú giới sự tình tiếp xuống liền giao cho các ngươi đến xử lý. Tống Thư Hàng lại sờ lên thiện cô nương đầu, thở dài, ngay từ đầu ta và ngươi nói xong chỉ ít hội lưu 3 ngày tả hữu. Bây giờ lại chỉ lưu 1 ngày rưỡi thời gian. Thiện cô nương lý giải nhẹ gật đầu, bá tống tiền bối lên đường bình an. Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng tiểu cô nương này hữu duyên, bất quá tiếp xúc thời gian quá ngắn. Nếu quả như thật hữu duyên, tương lai có lẽ còn có thời điểm gặp lại. Trước khi đi, ân, ta đột nhiên muốn đưa ngươi kiện lễ vật, nếu không. Tống Thư Hàng đối thiện cô nương đạo. Thiện cô nương mê hoặc nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng tế ra thánh ấn, vươn tay ra, cho người đóng cái dấu. Thiện cô nương một mặt mê mang. Một bên quy đại sư vội vàng dùng thú giới ngữ lớn tiếng nhắc nhở, lo lắng khoa tay múa chân. Hẳn là hướng thiện giải thích, thánh ấn đóng dấu, diệu dụng. Quy đại sư là truyền công trưởng lão, tri thức uyên bác, đối huyền thánh thánh ấn vừa vặn có chút hiểu rõ. Thiện cô nương vươn tay cánh tay, đem cổ tay nhỏ bé nhắm ngay Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, ba, một chút, tại trên cổ tay của nàng phủ xuống thánh ấn, gặp lại. Bằng nhanh nhất tốc độ giao phó xong thú giới sau đó, Tống Thư Hàng lấy ra số 1 sủng vật, người mau lên T233, hào để lại cho hắn truyền tống phù văn. Hắn nắm chặt phù văn, rót vào chân nguyên. Không gian khiêu dược khởi động chuẩn bị, mục đích vì, hiện thế địa cầu Hoa Hạ Văn Châu Thị Bạch Kinh Lộ, xuất phát vì thú giới Hắc Mã phân bộ. Tọa độ hoàn thành khóa mục tiêu, không gian khiêu dược bắt đầu. 3, 2... Một số một sủng vật cái kia thanh âm giống như máy móc tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cảm giác không gian chi lực đem hắn bao khỏa. Sau đó, hắn liền như là đạn pháo đồng dạng bị bắn ra ngoài. Ngọa thảo, loại này không gian truyền tống phương pháp quá bạo lực a. Tại đen mã bộ trưởng, quy đại sư, thiện cô nương sùng bái trong ánh mắt, Tống Thư Hàng tan biến tại thú giới. Hiện thế, Hoa Hạ Văn Châu Thị, Bạch Kinh Lộ. Bạch Hồng cao ốc thứ 21 tầng lầu vị trí trên cửa sổ. Một vị dáng người bốc lửa cô nương đang ngồi ở nhà mình trong phòng ăn ăn phong phú bữa sáng. Nhà nàng nhà ăn đang đối mặt lấy cửa sổ. Tại cô nương này đánh lấy sữa bò nóng, Mỹ Mỹ uống một ngụm thời điểm, đột nhiên. Một vị Spider-Man xuất hiện tại nhà nàng pha lê bên trên. Bổ cô nương trong miệng sữa bò toàn bộ phun ra ngoài. Ngọa thảo, trên cửa sổ, vị kia Spider-Man hét to một tiếng. Sau đó, thân thể của hắn thuận bóng loáng pha lê một đường đi xuống đi. Tư thế kia không nói ra được buồn cười. A, cô nương một bước từ trên ghế nhảy lên, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Vừa rồi vị kia đột nhiên xuất hiện Spider-Man, sẽ không té chết a. Nhà nàng thế nhưng là 21 tầng nha. Cô nương nhìn xuống dưới lúc, lại không nhìn thấy Spider-Man thân ảnh. Kỳ quái, nàng cau mày. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại manh, thế nào? Trong phòng truyền đến mẫu thân tiếng kêu. Mẹ, ta vừa rồi nhìn thấy một tên đột nhiên xuất hiện tại nhà chúng ta pha lê bên trên, chăm chú nằm sấp. Sau đó tên kia thuận pha lê tuột xuống. Đại manh cô nương trả lời. Cái gì, không phải là sạch sẽ pha lê tường người tuột xuống đi? Xảy ra vấn đề rồi không? Mẫu thân hỏi. Đại manh cô nương nói, ta không thấy được, ta vừa mở ra cửa sổ lúc. Liền cái bóng người cũng không thấy. Đó là ngươi nhìn hoa mắt a, mẫu thân đạo. Đại manh cô nương, không có khả năng a, ta rõ ràng còn nghe được tên kia kêu, ngọa thảo, phát âm. Đại manh mẫu thân nghe vậy, từ trong nhà bước nhanh đi ra, tiến đến nữ nhi bên người hướng xuống nhìn lại. Phía dưới không có thứ gì. Ngươi khẳng định nhìn hoa mắt, đại manh mẫu thân khẳng định nói. Đại manh, mặt khác, nói với ngươi sự kiện. Thời gian đã 7 giờ 55, còn có 5 phút đồng hồ ngươi đi làm liền muốn đến muộn. Đại manh mẫu thân bình tĩnh nhìn một chút thời gian. Ngọa thảo, ta chuyên cần. Đại manh kêu thảm đạo. Đại manh mẫu thân, sách, nói ngươi thật giống như có chuyên cần đồng dạng, chuyên cần cái đồ chơi này ngươi chừng nào thì cầm tới qua. Ngài thật sự là mẹ ruột ta. Đại manh lệ rơi đầy mặt. Mà lúc này, tại Bạch Hồng cao ốc phụ cận một chỗ không người nhai đạo góc rẽ. Một bóng người lăng không hiển hiện. Ngọa thảo, cũng may ta đã học xong ngự đao phi hành, cũng may ta học xong đơn giản huyễn thuật trận pháp. Tống Thư Hàng thở dài.
không cần phải nói, vừa rồi ghé vào người ta cô nương ra trên cửa sổ Spider-Man chính là Tống Thư Hàng. Hắn bị truyền tống lúc đi ra, thật vừa đúng lúc xuất hiện tại pha lê bên trên. Cũng may không có bị kẹt tại pha lê bên trong, nếu không đã không phải là chất lỏng trạng thái hắn, có thể hay không bị chặn ngang chặt đứt. Tống Thư Hàng từ vòng tay pháp khí bên trong lấy điện thoại di động ra. Điện thoại nét, một chuỗi tín hiệu đinh 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 vang lên không ngừng. Hắn trước tiên dò xét hạ ngày hắn điện thoại di động bản thân thời gian, nhận, bích thủy các thời gian thành, ảnh hưởng, đã không còn chuẩn xác. Nhớ kỹ hắn là tại ngày 15 tháng 9 ban đêm bị cuốn vào đến bích thủy các sự kiện, lại bị truyền tống đến thú giới. Về sau hắn tại thú giới đã trải qua 6 cái mặt trời mọc. Bất quá, thú giới một ngày cùng địa cầu một ngày hiển nhiên khác biệt. Cho nên hôm nay là số mấy rồi? Nách phía sau điện thoại ngày tự động đồng bộ. 2019 năm ngày 22 tháng 9, Chủ nhật, buổi sáng 8 giờ. Nghi xuất hành, nạp thải, kỵ tang sự, an táng. So thú giới thời gian vượt ra khỏi một ngày. Sau đó, hắn bỏ trọn vẹn một vòng khóa. Đây chính là tu chân thế giới tàn khốc a, có đôi khi bị cuốn vào sự kiện lớn phía sau ngay cả mình ưa thích khóa đều phải bỏ rơi. Đáng tiếc ta chuyên cần ghi chép, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Tiếp đó, hắn lại mở ra phần mềm chat. Bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục, Thổ Ba, Dương Đức, Cao Mỗ Mỗ còn có rất nhiều người đều cho hắn phát qua tin tức. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, trước cho Tô Thị A Thập Lục gọi điện thoại. Bất quá Tô Thị A Thập Lục điện thoại không ở khu phục vụ, không có đánh thông. Không ở khu phục vụ, chẳng lẽ là tại tín hiệu thụ quấy nhiễu địa phương? Tống Thư Hàng ám đạo. Tiếp đó, hắn lại bấm bạch tiền bối điện thoại. Bạch tiền bối điện thoại ngược lại là rất nhanh tiếp thông. Uy, là Thư Hàng A, ngươi rốt cục trở về rồi. Bạch tiền bối cười nói. Tống Thư Hàng, đúng vậy A, mấy ngày nay kinh lịch một lời khó nói hết. Bạch tiền bối ngài ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta cùng A Thập Lục bây giờ còn đang đáy biển mạo hiểm, đêm nay liền có thể trở về. Ta cùng A Thập Lục điện thoại đang mạo hiểm bên trong băng rơi mất, hiện tại ta và ngươi trò chuyện, dùng vẫn là đem ta cùng A Thập Lục hai người rách nát điện thoại di động bính thấu phiên bản. Ngươi có rảnh trước giúp chúng ta hai các chuẩn bị cái điện thoại, quay đầu dùng. Bạch tiền bối đáp. Tống Thư Hàng, thì ra là thế, khó trách ta vừa rồi gọi A Thập Lục lại không người tiếp. Không có vấn đề, ta lại đi mua cái điện thoại, đến lúc đó mời bạch tiền bối ma đổi một chút. Đúng rồi, ngày mai sẽ là ngày 23, là đậu đậu hôn lễ, ngươi chuẩn bị đưa cái gì hạ lễ? Bạch tiền bối đạo. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, ta đem chuyện này đem quên đi. Chương 1269, Nicola đậu. Vậy ngươi còn có thời gian một ngày chuẩn bị, bạch tiền bối đạo. Tống Thư Hàng nói, ta xem một chút, lần này tại thú giới cũng thu hoạch không ít đồ vật, nói không chừng có thể tìm ra điểm thích hợp tới. Mặt khác, đối với đậu đậu hôn lễ, hắn càng để ý chính là tân lang đến cùng là ai, vấn đề này. Là phù sinh tiên tử đại huynh tự thân lên trận, vẫn là phù sinh cường thế đăng tràng. Lại hoặc là phù sinh tiên tử đệ tử thay thầy kết hôn. Lại hoặc là có phe thứ tư kẻ quấy rối. Đậu đậu hôn lễ nhất định sẽ lên diễn khó bề phân biệt nội dung cốt truyện. Đúng rồi bạch tiền bối, thông nương cùng tiểu thải có khỏe không? Tống Thư Hàng lo lắng nói. Đều đi qua một vòng thời gian, không biết hai người bọn họ hiện tại vượt qua tâm ma kiếp hay chưa? Bạch tiền bối trả lời, thông nương tâm ma kiếp đã ổn định lại, nhưng nàng còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Mà tiểu thải tâm ma kiếp có hơi phiền toái. Hiện tại, phân thân của ta đã hộ tống các nàng tiến về tạo hóa pháp phương nơi đó. Tạo hóa đạo hữu muốn mở cỡ nhỏ buổi hòa nhạc, gần nhất lâm vào tâm ma kiếp mấy vị đạo hữu đều bị đưa qua. Hy vọng Thích Ca Mâu Ni tiếng ca thật sự như Linh Điệp đạo hữu nói, đối tâm ma kiếp có tác dụng. Tâm ma kiếp rất là phiền phức, đến nay độ kiếp tu sĩ cũng còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Trong quần mấy vị đạo hữu cũng chết ngựa khi ngựa sống y. Đem người hộ tống đến tạo hóa pháp phương cái kia. Vạn nhất tạo hóa pháp phương tiếng ca thật cùng, Linh Điệp tôn giả, nói đồng dạng, có được phá tâm ma công hiệu đâu. Thử một lần lại không muốn tiền, mặc dù có chút muốn mạng. Nhưng nếu thật sự hữu hiệu, hy sinh một chút màng nhĩ cũng không thành vấn đề. Mặt khác, ta nhìn ngươi chậm chạp chưa có trở về sự, liền để khinh vũ huyễn hóa thành hình dạng của ngươi, đi trường học đi học. Bất quá số 16 ban đêm lúc. Khinh vũ mới đến Giang Nam địa khu, người vẫn là cúp cua một ngày. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp, cảm ơn ngươi, bạch tiền bối.
Bạch tiền bối liền những chi tiết này phương diện đều thay hắn cân nhắc đến, có dạng này một vị tiền bối, nhân sinh may mắn. Tiện tay mà thôi, người tại thú giới có gặp gỡ chuyện thú vị không? Quay đầu nói cho ta một chút, ta chỉ ở lúc còn nhỏ đi qua một chuyến thú giới, về sau vẫn bận bế quan, đều không lại đi du ngoạn. Bạch tiền bối đạo, Tống Thư Hàng, lần này gặp được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, chờ ban đêm bạch tiền bối sau khi trở về, ta cùng ngài từ từ nói nói. Bích thủy các cuộc chiến, mọc ra mắt tinh cầu, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, những vật này bạch tiền bối hẳn là đều cảm thấy rất hứng thú. Thành, ban đêm gặp, ngươi muốn cùng A Thập Lục phiếm vài câu sao? Bạch tiền bối dứt lời, đem điện thoại giao được A Thập Lục trong tay. Uy, Thư Hàng, hoan nghênh trở về, Tô Thị A Thập Lục cười nói. Tống Thư Hàng, hừm, cuối cùng còn sống trở về. Gặp gỡ nguy hiểm, thụ thương sao? A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng, so thụ thương còn nghiêm trọng, ta không cẩn thận chết một lần, còn tốt có mệnh phù tại. Đợi buổi tối trở về, ta và các ngươi từ từ mà nói thuật. Tốt, ban đêm gặp, chú ý an toàn, Tô Thị A Thập Lục đáp. Tống Thư Hàng, hừm, ta sẽ chú ý. Ban đêm gặp, chờ đã, A Thập Lục, ta cảm giác chúng ta hai đối thoại hình thức có vấn đề a. Luôn cảm giác Tô Thị A Thập Lục đối thoại hình thức ở vào một loại siêu hiền lành hình thức. Không có gì lớn mau bệnh, ngươi nếu là không thói quen, lần sau ta hoán đổi loại hình thức. Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh đạo. Tống Thư Hàng, cái gì? Hoán đổi hình thức? Đùa thôi, trên thực tế là ta mấy ngày gần đây nhất có chút kỳ ngộ, sau đó gần nhất phương thức tư duy chịu ảnh hưởng. Bất quá bạch tiền bối kiểm tra cho ta qua, loại này phương thức tư duy nhận ảnh hưởng là ngắn ngủi, hai ngày nữa liền có thể khôi phục. Tô Thị A Thập Lục hì hì cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Thư Hàng, ta gần nhất phát dục một chút, muốn cho ngươi mở video nhìn xem không? Tô Thị A Thập Lục nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, phốc. Đây cũng là phương thức tư duy thụ ảnh hưởng kết quả sao? Không nên nhìn sao, ta gần nhất cao lớn một chút xíu, đây là ta 5 năm qua lần thứ nhất trường cao đây. Tô Thị A Thập Lục đạo. Tống Thư Hàng, phốc. A, à, không mở được video. Được rồi, ban đêm rồi nói sau. Ban đêm gặp. Tô Thị A Thập Lục nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng. Còn có, bạch tiền bối nói, nếu như ngươi hôm nay có rảnh rỗi, liền đi tạo hóa pháp vương nơi đó một chuyến. Dù sao tiểu thải cùng thông nương là đệ tử của ngươi cùng yêu sùng. Một hồi ta đem tạo hóa tiền bối tọa độ phát ngươi. Tô Thị A Thập Lục đạo. Tống Thư Hàng tốt, nếu như thời gian đuổi lên, ta liền đi một chuyến. Hạch tâm thế giới bên trong, Diệp Tư đồng dạng ở vào tâm ma trạng thái. Nếu như có thể gặp phải buổi hòa nhạc, để Diệp Tư cũng chiếm chỗ ngồi. Kết thúc cùng Tô Thị A Thập Lục trò chuyện phía sau Tống Thư Hàng lại rạch ra bạn cùng phòng Cao Mỗ Mỗ điện thoại. Bạch tiền bối để, Liễu Yêu Khinh Vũ, thay thế hắn đến trường, hy vọng hết thảy bình an đi. Cao Mỗ Mỗ rất nhanh nhận nghe điện thoại, ngọa thảo, mới hơn 8 giờ sáng, Thư Hàng ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Không có việc gì, chính là đột nhiên muốn cùng ngươi tâm sự. Tống Thư Hàng đạo. Cao Mỗ Mỗ, Nhật Nâm, tha cho ta đi, ta hôm qua gõ chữ đến 3 giờ sáng a. Còn tại gõ chữ, không có thái giám, Tống Thư Hàng hỏi. Cao Mỗ Mỗ, ngươi chừng nào thì gặp ta thái giám qua. Sách, nói lên thái giám ta liền không thể không nói một sự kiện. Thư Hàng, ngươi mấy ngày nay có phải hay không uống lộn thuốc? Ta luôn cảm giác ngươi mấy ngày nay biến hóa quá lớn, chúng ta mấy cái đã có chút ăn không tiêu. Cái gì? Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Cao Mỗ Mỗ, chính ngươi không có cảm giác sao? Ngươi mấy ngày nay quá nương pháo, ngươi bây giờ bước đi lại còn xoay bước chân mèo, tiếng nói cũng trở nên rất nhỏ, còn động một chút lại thẹn thùng. Khi đi học còn ưa thích một tay chống cằm, thỉnh thoảng lộ ra vũ mị cười. Nhà y âm thầm nói với ta, ngươi mấy ngày nay biến so với nàng còn giống nữ nhân. Nói thật, ta cùng thổ ba còn có Dương Đức, đều bị ngươi biến hóa cực lớn hù dọa. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, ngọa thảo. Khinh Vũ là gốc liễu thụ yêu, mà lại là chỉ nữ yêu. Nữ yêu trời sinh tự mang mị hoặc thuộc tính, cho nên nàng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, hội không tự chủ được biểu hiện ra một loại nữ tính vũ mị tới. Loại này vũ mị nếu như xuất hiện tại muội tử trên người, cái kia chính là đặc thù khí chất, đối mỹ mạo có bổ trợ. Nhưng xuất hiện tại trên thân nam nhân, ngọa thảo. Tống Thư Hàng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Hắn hiện tại nội tâm xoắn xuýt cực kỳ.
Một bên hắn rất cảm tạ Khinh Vũ huyễn hóa thành hình dạng của hắn, thay thế hắn đến trường, mà lại một tuần này thời gian đều không bị người nhận ra nàng là hàng giả tới. Một bên khác, Khinh Vũ giả trang, vũ mị bản Tống Thư Hàng, trong trường học cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, nên xử lý như thế nào? Khục, trên thực tế đây không phải là vũ mị. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, kỳ thật, ta gần nhất muốn đập một bộ phim, bên trong có một vai, bởi vì nội dung cốt truyện cần, cái nào đó đoạn ngắn sẽ có mấy cái nữ tính hóa động tác. Ta mấy ngày nay, đều đang yên lặng luyện tập làm sao diễn tốt cái kia nhân vật. Thì ra là thế, loại sự tình này ngươi nói sớm a, làm hại chúng ta lo lắng vài ngày. Cao Mỗ Mỗ nhẹ nhàng thở ra, đập phim là cái gì? Tống Thư Hàng đang chuẩn bị biên cái phim tên. Đột nhiên, trong điện thoại lại truyền ra Cao Mỗ Mỗ tiếng kêu, a, chẳng lẽ là bộ này? Đang chế tác bên trong lớn đầu tư phim ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh. Trong đó nhân vật chính Tử Lãng diễn viên là Lãng Bá, sau đó diễn viên trong list có người gọi Bá Đao, là Thư Hàng ngươi đi. Tống Thư Hàng, a, ngươi trong này diễn chính là cái gì nhân vật? Lại là một bộ lớn phim, thật là khiến người ta chờ mong, bộ phim này lúc nào thượng tuyến? Kế Cao Thăng sư huynh phía sau ngươi lại phải tạo nên cái gì nhân vật phản diện hình tượng sao? Cao Mỗ Mỗ hỏi. Tống Thư Hàng, loại sự tình này, ta cũng không biết a. Chờ đã, ta lúc nào tại Tam Lãng tiền bối tìm chết phim ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh bên trong tham gia diễn qua. Ta diễn qua cái gì nhân vật? Chẳng lẽ Linh Điệp tiền bối muốn bắt ta đập điện ảnh? Kết thúc cùng Cao Mỗ Mỗ điện thoại phía sau Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ lại bấm Vũ Nhu Tử điện thoại. Tống tiền bối, ngươi tốt lắm. Vũ Nhu Tử thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, ha ha. Vũ Nhu Tử sáng sớm tốt lành. Cái kia, người bây giờ ở đâu? Hắn đây là vì xác định một chút Vũ Nhu Tử hiện tại có phải hay không cùng Linh Điệp tôn giả ở chung một chỗ, nếu như ở chung một chỗ, hắn trước hết không hỏi. Ta đang bay hướng tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc trên đường, Lưu Sư Huynh bồi tiếp ta cùng một chỗ. Tống tiền bối người cũng phải đến buổi hòa nhạc sao? Vũ Nhu Tử vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàng, hừm, ta xem một chút, nếu như thời gian đuổi kịp. Ta cũng sẽ đi một chuyến. Quá tốt rồi, ta gần nhất nghe nói Tống tiền bối lại tham gia rất nhiều kích thích sự kiện lớn, chờ tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, Tống tiền bối ngươi nhất định phải cùng ta nói một chút mạo hiểm cố sự. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, không có vấn đề. Vậy chúng ta buổi hòa nhạc gặp á? Vũ Nhu Tử cười nói. Tống Thư Hàng, chờ một. Lời còn chưa nói hết, Vũ Nhu Tử điện thoại đã dập máy. Tống Thư Hàng. Tốt a, liên quan tới ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh phim sự, chờ buổi hòa nhạc hỏi lại Vũ Nhu Tử đi. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng liền nghĩ tới Bích Thủy Các bên trong Lý Âm Trúc cùng Sở Sở. Lúc đó Bích Thủy Các bị truyền tống đến thú giới, bất quá thời gian thành bị Sở Các chủ lưu tại hiện thế. Không biết bây giờ thời gian thành tại vị trí nào. Tống Thư Hàng ý thức tiến vào hạch tâm thế giới, liên hệ, hoạt tuyền, bên trên Sở Các chủ. Sở tiền bối, ta bây giờ trở về đến hiện tại chúng ta có thể khóa chặt thời gian thành vị trí sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sở các chủ mở to mắt, nói ta hiện tại trạng thái, không có cách nào khác khóa chặt thời gian thành. Nàng liền thừa một cái đầu, dựa vào tống đầu gỗ cùng hoạt tuyền lực lượng duy trì không tiêu tán, thậm chí không cách nào rời đi hạch tâm thế giới. Cái kia hạch tâm thế giới bên trong Sở Sở cùng Âm Trúc làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng cười khổ nói. Hai người bọn họ còn ngốc trên thời gian thành tầng. Ngoại giới qua 7 ngày, hai người bọn họ nhưng không kém là mấy vượt qua 8-4 ngày. Yên tâm đi, ta trong thời gian thành lưu lại đầy đủ đan dược, hai người bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề. Mặt khác, ta truyền thụ cho ngươi một cái trận pháp, ngươi dành thời gian luyện tập một chút, đem hắn nắm giữ. Đến lúc đó, dùng trận pháp này ra, Bích Thủy Các lệnh bài, có thể thử khóa chặt thời gian thành tọa độ. Chỉ cần thời gian thành không có bị phá hủy. Thử thêm vài lần, chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy được hắn. Sở các chủ đạo. Cũng chỉ đành như thế. Tống Thư Hàng trả lời. Đã về tới Văn Châu Thị Bạch Kinh Lộ, Tống Thư Hàng liền tiện đường về nhà một chuyến, nhìn xem phụ mẫu. Tết Trung Thu không có về nhà, vừa vặn hiện tại bổ về. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, đánh trước điện thoại cho lão mụ đưa tin. Mẹ, ta hôm nay có rảnh, chuẩn bị về nhà một chuyến. Ngươi bây giờ có ở nhà không? Tiểu tử ngươi, gần nhất điện thoại làm sao một mực tắt máy. Tống mụ mụ nói, ta ở nhà đâu, đúng, sáng sớm hôm nay,
trong nhà tới khách người, nói là bằng hữu của ngươi, tại bực này ngươi cho tới chưa? Ta mấy ngày nay điện thoại xảy ra vấn đề, hôm nay vừa mới khôi phục. Khách nhân là ai a? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Là cái người nước ngoài, gọi Nicola Đậu. Trường rất tuấn, cười tương đối sạch sẽ, nhìn người vật vô hại dáng vẻ, tới cửa còn mang lễ vật. Tống mẹ trả lời. Tống Thư Hàng, bổ. Chương 1270. Phù dâu, phù rể. Nghe được cái tên này, Tống Thư Hàng trong đầu trước tiên liền nhớ lại Đậu Đậu. Vị này ngày mai sẽ phải lấy chồng, tân nương, sẽ không lại rời nhà đi ra ngoài đi, không phải nói có Tàng Thiên Câu, Chu Ly đang nhìn hắn sao? Thật đúng là nói không chừng. Đậu Đậu dù sao cũng là rời nhà ra đi chuyên gia, Chu Ly thủ đoạn đều bị Đậu Đậu mò thấy, thật đúng là không phòng được hắn. Bất quá Đậu Đậu còn không có tấn thăng ngũ phẩm, nếu như vị này, Nicola Đậu, thật sự là Đậu Đậu, hẳn là chỉ là dùng huyễn thuật loại hình thủ đoạn huyễn hóa thành hình người, cùng lão mụ giao lưu. Ta lập tức liền trở về, Tống Thư Hàng nói. Nếu thật là Đậu Đậu, hắn hôm nay chạy đến Văn Châu thì muốn làm gì? Ngày mai sẽ là hôn lễ của nó, Hoàng Sơn Chân Quân nhất định sẽ tóm nó trở về. Coi như muốn tìm bản thân, cũng cần phải đến Giang Nam Đại học thành, đi tìm hắn mới đúng chứ. Mang theo một bụng nghi hoặc, Tống Thư Hàng chạy vội về nhà. Mở ra ra môn phía sau, Tống Thư Hàng xa xa nhìn thấy Tống mẹ tại phòng bếp bận rộn thân ảnh. Trong phòng khách, một vị mái tóc dài vàng óng nam tử ngồi vững vàng. Hắn ngũ quan có loại trung tây hỗn huyết phong cách, diện mục nhu hòa, ánh mắt thâm thúy. Nam tử đánh lấy chén trà, nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc đi vào, mỉm cười, cười có chút ngại ngùng. Tống Thư Hàng ý đồ cảm ứng trên người đối phương khí tức, nhưng là nam tử tóc vàng này trên người không có một tia năng lượng, nhìn liền cùng người bình thường đồng dạng. Tống mụ mụ, Thư Hàng, người đã về rồi. Hảo hảo chiêu đãi người bằng hữu, ta cho các ngươi làm điểm tâm. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đáp, được rồi. Sau đó, hắn ngồi vào nam tử tóc vàng bên người, hạ giọng nói, Đậu Đậu. Uông, hiện tại xin gọi ta Nicola Đậu. Nam tử tóc vàng lên tiếng. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, thật đúng là Đậu Đậu. Ngươi chạy thế nào đi ra rồi? Còn có cái này phá danh tự là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng nói. Đậu Đậu móc ra một chương thẻ căn cước, đưa cho Tống Thư Hàng, ta cực kỳ lâu trước, mời Tuyết Lang động chủ cho ta làm ra một chương nhân loại thẻ căn cước, phía trên liền lấy cái tên như vậy. Uông cho nên ta lần này liền dùng tới. Tống Thư Hàng mắt nhìn thẻ căn cước, phía trên, Nicola Đậu, tiếng trung tên, lão chói mắt. Bên cạnh còn kèm theo một chương nam tử tóc vàng ảnh chụp. Danh tự như vậy, thật sự không có vấn đề. Tuyết Lang động chủ không phải là dùng chương giả thẻ căn cước đến lắc lư Đậu Đậu a? Hình dạng của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải Pekingese a? Chẳng lẽ ngươi còn có cái khác loại chó huyết thống? Tống Thư Hàng hỏi. Pekingese là Trung Quốc loài chó đi, vì Mao Đậu Đậu hiện tại là hỗn huyết bộ dáng. Đậu Đậu hất lên mái tóc dài vàng óng, đương nhiên là vì phối hợp tấm thẻ căn cước này mà biến ảo ngoại hình. Quay chụp giấy chứng nhận thân phận chiếu lúc. Ta còn không cách nào huyễn hóa thành hình người, cho nên Tuyết Lang động chủ sử dụng một vị thế giới danh tinh bộ dáng, tiến hành sửa chữa, thì có ta hiện tại bộ dáng. Tống Thư Hàng, cho nên, người bây giờ là sử dụng huyễn thuật. Không sai, lợi dụng một cái đặc thù pháp khí, biến ảo mà thành. Hiệu quả rất thật, hơn nữa còn có thể thu liếm tự thân khí tức. Ta trước kia dựa vào cái này pháp khí, nhiều lần né qua Chu Ly lùng bắt. Bất quá về sau. Hắn tìm được phá giải ta pháp khí này phương pháp, cái này pháp khí ta vẫn không có tái sử dụng. Đậu Đậu thở dài nói. Khoa học kỹ thuật một mực đang phát triển, tu chân cũng một mực đang tiến bộ. Phản truy tung thủ đoạn cùng truy tung thủ đoạn cũng đang không ngừng đổi mới. Chu Ly truy tung thủ đoạn có Hoàng Sơn Chân Quân cùng cả một cái đoàn đội làm hậu thuẫn, mà Đậu Đậu phản truy tung thủ đoạn hoặc là pháp khí, đều muốn hắn tự nghĩ biện pháp đi làm. Vừa nghĩ đến điểm này, Đậu Đậu tâm liền tốt mệt mỏi. Ngươi hôm nay lại rời nhà đi ra ngoài, Tống Thư Hàng hỏi. Đậu Đậu thở dài, hôm nay không, hôm nay ta là hướng Hoàng Sơn Đại Ngốc xin ra ngoài, có thể đi ra đi dạo một ngày. 6 giờ tối, liền phải trở về. Vậy ngươi chạy Văn Châu thị tới làm gì? Nếu không phải ta hôm nay đúng lúc trở về, ngươi căn bản không đụng tới ta. Tống Thư Hàng nói. Đậu Đậu liếc mắt, ta cũng không phải cố ý tới tìm ngươi. Ta tới nơi này là nhìn mấy vị lão bằng hữu. Sau đó nhớ tới nhà ngươi liền tại phụ cận, tiện đường tới xem một chút. Mặt khác, ta nghe nói Văn Châu thị mở một nhà bệnh viện,
đưa vào sát phách Thái Lan biến tính kỹ thuật, đặc biệt bổng, cho nên ta nghĩ đến xem. Cái gì, biến tính kỹ thuật, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. À, Thư Hàng, ta ngày mai sẽ phải xuất giá, Đậu Đậu nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói ta biết, ta cái này còn có Hoàng Sơn Chân Quân thiếp mời. Sau đó ta tối hôm qua nhìn mình chằm chằm tiểu phê quy tê epe xếp phi Đậu Đậu nhìn một đêm, phát hiện hắn còn không có biến mất. Đậu Đậu nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, à. Đậu Đậu tiếp tục nói, đã ta phải gả, mà kết hôn đối tượng lại là một đầu khuyển gia. Cho nên ta một mực đang hoài nghi, nói không chừng ta là một đầu khuyển nương, chỉ là Hoàng Sơn đại ngốc từ nhỏ cho ta làm pháp thuật. Chờ đến thời gian, nói không chừng ta liền sẽ biến thành khuyển nương. Thế nhưng là, ngày mai ta lập tức liền muốn kết hôn, nhưng ta còn không có biến thành khuyển nương. Cho nên, ngươi liền muốn tìm biến tính bệnh viện, làm biến tính giải phẫu biến thành khuyển nương. Tống Thư Hàng thử hỏi. Hắc hắc, làm sao có thể? Đậu Đậu cười hắc hắc, ta đang nghĩ, nếu như vạn nhất bản thân biến thành khuyển nương, liền ngay lập tức đi cái này bệnh viện, một lần nữa biến tính thành khuyển gia. Ta mới không cần thật sự biến thành khuyển nương lấy chồng, quá hủy tam quan. Tống Thư Hàng. Đậu Đậu sau khi nói xong, vừa mềm tại ghế sofa bên trong, hai tay dâng chén trà chuyển động. Hắn hiện tại ngoại hình là, biến ảo, đi ra, cho nên hắn trên thực tế là dùng hai cái trước bắt bưng lấy chén trà đang xoay tròn. Động tác này yêu cầu rất cao độ đây này. Tống Thư Hàng từ khi biết Đậu Đậu đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế mặt ủ mày trao dáng vẻ. Hoàng Sơn Chân Quân cái này vừa ra, gả Đậu Đậu, hoàn toàn chính xác đem Đậu Đậu giày vò thảm rồi. Đậu Đậu, người bây giờ hối hận chế tạo ra Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca sao? Tống Thư Hàng hỏi. Nhớ kỹ Hoàng Sơn Chân Quân quyết định đem Đậu Đậu gả rơi, là xe đẩy giải thi đấu lúc, Đậu Đậu ngay trước tất cả tu sĩ trước mặt, phát ra, Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca, phía sau Chân Quân mới hạ quyết tâm gả rơi Đậu Đậu. Làm sao có thể, bản thân tìm chết đưa tới hậu quả, cắn răng cũng phải tiếp nhận. Đây là tam lãng trước kia danh ngôn, tất cả mọi người là trưởng thành người, nếu dám tại gánh chịu trách nhiệm. Đậu Đậu đắc ý nói, nếu như thời gian có thể quay lại, ta sẽ đem phát ra, Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca, âm hưởng lại tăng cường gấp 3, để bài hát kia biến càng thêm oanh oanh liệt liệt. Tam lãng bệnh màn cuối, không cứu nổi. Kích động muộn phía sau Đậu Đậu lại biến mặt ủ mày trao, mềm nhũn ngồi ở ghế sofa bên trong. Sau một lúc lâu, Thư Hàng, người có phải hay không bạn thân ta? Đậu Đậu đột nhiên hỏi. Tống Thư Hàng nhìn lấy hữu khí vô lực Đậu Đậu, lòng mềm nhũn nói, xem như thế đi. Tại hắn vừa bước vào tu chân thời điểm, Đậu Đậu cho hắn không ít trợ giúp. Mặc dù cũng cho hắn chọc không ít phiền phức. Cái kia Thư Hàng, hảo bằng hữu, có phải hay không hẳn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đậu Đậu ánh mắt sáng lên nói, cho nên, lấy chồng ngày ấy, ngươi cho ta phù rể. Không đúng, là khi ta phù dâu đi. Ta cự tuyệt, Tống Thư Hàng nói. Đậu Đậu, ngươi cái này lừa đảo, không phải đã nói là cả đời hảo bằng hữu sao? Cả đời hảo bằng hữu không có mau bệnh, phù dâu không có khả năng. Tống Thư Hàng nói. Các ngươi bọn gia hỏa này, một cái đều dựa vào không được. Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thư Hàng, người chạy đến Văn Châu thị tìm xong bạn, chính là tìm người khi phù rể. Phù dâu, nếu không ngươi cho rằng ta thật xa chạy đến nơi đây làm gì vậy? Đậu Đậu liếc mắt. Tống Thư Hàng xoa cằm, cười nói, chậc chậc, người đây là nguyện ý lấy chồng, không phản kháng rồi. Đều chủ động tổ kiến phù dâu đoàn, Đậu Đậu đây là khuất phục tại vận mệnh sao? Không có gì tốt phản kháng, dù sao, lấy chồng, chỉ là một loại nghi thức. Ngươi nghe nói một câu sao? Gả ra ngoài nữ nhi, tát nước ra ngoài, chỉ cần ta gả đi phía sau Hoàng Sơn Đại Ngốc liền rốt cuộc không quản được ta rồi, đến lúc đó vừa xong cưới ta liền chạy chạy, kha 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 kha. Đậu Đậu dương dương đắc ý nói. Nhưng đắc ý xong, Đậu Đậu lại khôi phục được mặt ủ mày trao hình. Trước hôn nhân sợ hãi chứng. Hoặc là lập tức liền phải gả, không nỡ Hoàng Sơn Chân Quân. Dù sao loại này hữu khí vô lực bản Đậu Đậu, thật sự rất hiếm thấy. Tống Thư Hàng có chút không đành lòng, nói, Đậu Đậu, người có nghĩ tới hay không? Nếu như người đối tượng kết hôn nhưng thật ra là một vị khuyển nương. Mặc dù trên danh nghĩa Đậu Đậu kết hôn đối tượng là phù sinh tiên tử đại huynh. Nhưng nếu như nội dung cốt truyện thuận lợi thôi động, đến lúc đó cưới Đậu Đậu vô cùng có thể sẽ là khuyển nương phù sinh tiên tử. Ha ha, Đậu Đậu ngẩng đầu. Buồn bã nói, trước đó cũng có thật nhiều bằng hữu như thế an ủi ta,
còn cùng ta giải thích Hoàng Sơn đại ngốc tính cách không có khả năng đem ta gả cho một đầu khuyển gia. Nhưng là, hôm qua ta nhìn thấy Tân Lang, hắn là Phệ Thiên Doanh một vị cường lực trưởng lão cấp khuyển gia. Tống Thư Hàng, là Phù Sinh Tiên Tử đại huynh a. Nhớ kỹ Phù Sinh Tiên Tử nhắc qua, nàng đại huynh tại Phệ Thiên Doanh bên trong làm ăn cũng không tệ. Không giật, ta còn muốn tiếp tục đi tìm mấy vị hảo hữu. Nhìn xem có người hay không nguyện ý cùng ta đồng cam cộng khổ, khi ta phù dâu. Đậu Đậu đứng dậy, đặt chén trà xuống. Tống Thư Hàng đề nghị, Đậu Đậu, người không bằng đi tìm nữ tu hảo hữu, hoặc là Bạch Hạc Chân Quân loại này hồ lộng, dù sao cũng là khi phù dâu, bình thường nam tu khẳng định là sẽ không đáp ứng. Không thể nào, Đậu Đậu buồn bã nói, hảo hữu của ta nữ tu, tất cả đều là sở sở. Ta mới sẽ không đem chính mình phải gả sự tình nói cho các nàng biết. Phốc, Tống Thư Hàng nhịn không được cười ra tiếng. Đậu Đậu liếc mắt. Thật sự không làm được lời nói, ngươi thượng Cửu Châu nhất hào quần tìm mấy cái tiên tử đụng số lượng a. Lệ Chi tiên tử a, Lưu Huỳnh tiên tử, Đông Phương Lục tiên tử chờ một chút, nếu như tìm các nàng hẳn là sẽ nguyện ý cho ngươi làm phù dâu. Tống Thư Hàng nói. Không làm, Đậu Đậu lắc đầu nói, lấy chồng đã là chuyện rất mất mặt, nếu như tìm các nàng khi phù dâu, sẽ chỉ bị trào phúng lợi hại hơn. Cho nên, Đậu Đậu nhưng thật ra là muốn tìm một đoàn, nam, phù dâu, cộng đồng chia sẻ phần này, mất mặt. Kỳ thật Đậu Đậu, mặc dù Hoàng Sơn Chân Quân nói ngươi là, lấy chồng. Nhưng ngươi có thể chủ động điểm, bày ra, cưới vợ, tư thế, ngươi có thể tổ một chi phù rể đoàn, lấy cưới tân nương tư thế đem đối phương cho ở rể. Tống Thư Hàng nói. A, à, Đậu Đậu đột nhiên nhãn tình sáng lên. Mặc dù Hoàng Sơn Chân Quân nói muốn, gả, rơi hắn. Nhưng nó là khuyển gia, bằng cái gì liền muốn gả rơi. Thư Hàng, chúng ta là hảo bằng hữu đi. Đậu Đậu nói, tới làm ta phù rể đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.